Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Quốc Thá Thâm Má trên mạng Internet và Bao Thoát Facebook Zoom mỗi ngày 2 giờ theo giờ mùa hè. Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney từ 1 giờ tối đến 1 giờ sáng. Cha con kính tri ân xưa đã cho con biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 6 năm 2022 Phật lịch 2566, môn học tương ưng bộ Samyutta Nikaya tài 2 khi sự thành công mang tánh tự hủy. Kinh Đề Quadatta Sutta. Chương 6 tương ưng phẩm thiên phẩm thứ hai do ngài Hoằng Đẳng dịch và biên soạn và sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, con xin phép coi Thượng tọa Minh Hạnh đã vào chưa? Dạ, con chưa thấy Thượng tọa Minh Hạnh vào đạo tràng. Dạ, sư thầy tri cho con một tín hiệu ạ. Dạ, chờ một chút. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy vô thượng diệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những lực duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con cần kính đảnh lễ tri ân đại đức thầy tri đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng Tự siêu từ bi giảng nhập bài học ngày hôm nay và con kính dâng bích đến ngài. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng và thượng giác đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Đăng cùng chư tôn đức trung rừng. Thân chào quý tôn nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có những trường hợp và những đứa trẻ phàm phu chúng ta không có nhận thức được. Ví dụ như
những điều mà có những điều mà người ta tưởng đâu là cái sự thành công, nhưng hóa ra là cái sự thất bại cho họ. Ở trong bài kệ này đã nêu lên ba ví dụ về cây chuối nó trổ buồn, tre để sậy mà nó trổ bông, và con lừa mà nó mang thai, con la thì nó sẽ chết, nó sinh ra con la thì nó sẽ chết. Thì nói đến cái tình trạng một kẻ ngu si thiểu trí như đều quá đa tán, dùng những thủ đoạn, những chiêu bài để đạt đến mục đích thành công là danh và lợi, nhưng không ngờ chính danh lợi đó làm cho đều quá đa tán phải thân bại danh liệt và phải khổ sở. Ý nghĩa này chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Pháp Đăng giảng sư trong ngày hôm nay trình bày rộng rãi với những cái câu chuyện khác, những ý nghĩa khác. Bây giờ thì xin mời cô tu nữ Như Pháp đọc cho chánh phần của bài kinh, sau đó xin cùng thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng cái giảng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay, và con kính tri ân sư và cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc phần chánh kinh. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lộc Ca. Tương ưng bộ Samyutta Nikaya, bài 2, khi sự thành công mang tánh tự hủy. Kinh Đề Quá Đắc Tá, Đề Quá Đắc Tá Căng. Chương 6, tương ưng phạm thiên, phẩm thứ 2. Có những thứ trong đời thoạt đầu như thành công lại chính là khởi điểm của sự suy thoái. Danh lợi hại, kẻ ham danh mê lợi, ít người ở đời thấy được sự hiểm họa của lợi danh. Nguy hại nhất là khi có danh lợi rồi thì phải bảo vệ bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn. Càng đi xa càng lún sâu, không có lối về. Trong thế giới tự nhiên có những cây cỏ sau khi đơm hoa kết trái thì càng lún. Đời sống của con người cũng có hiện tượng tương tự. Thành bại, phúc họa khó lường. Người trí hiểu cái gì mang tính giai đoạn, cái gì lâu dài. Và cũng ý thức có những ngọt ngào là độc tố đưa đến khổ đau bất hạnh. Kinh văn. Tôi được nghe như vậy, thuở ấy Đức Thế Tôn ở Ra Cha Gá Há, Vương Xá, trên núi Gitcha Kute, linh thú, khoảng thời gian ngắn sau khi Đê Qua Đắc Tá bỏ đi. Khi đêm đã gần tàn, Phạm Thiên Saham Bati với dung sắc thù diệu tỏa sáng khắp núi linh thú đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên nói lên kệ ngôn về sự ra đi của Đê Qua Đắc Tá. Chuối trổ buồn, chuối chết, tre đơm hoa, tre tàn, sanh con, la mẹ chết, danh hại kẻ ham danh. Cái tre sát cà rờ, cà bù đi sẵn hành tí. Hư danh khiến kẻ ham danh diệt vong. Gặp cô Asatarin cha tháp tí như thai bào giết mẹ của con la. Thế
Nghĩa chữ Asasati ngựa lai, ở đây chỉ con la. Khi con lừa cái giao khối với ngựa đực thì sanh con thường phải chết. Vì bào thai quá lớn nên phải mổ để lấy ra. Con của ngựa và lừa gọi là con la. Đây quá đất ta là một tỳ khu đệ tử Phật. Thời gian đầu xuất gia tinh tấn tu tập chứng thiền và thần thông. Sau này vì ham mê danh lợi do tiền duyên bất thiện nên khao khát muốn lãnh đạo tăng chúng qua sự ủng hộ của thế quyền. Vị này đã dùng nhiều thủ đoạn để đạt mục đích. Một trong những ác hạnh là chia rẽ gắt gao nên một số tân tỳ khu nhẹ dạ tin theo. Kể ngôn này ban đầu do chính Đức Phật nói với. Nói khi Đê Quá Đát Tá nhận ra sự cúng dường trọng thể mỗi ngày từ tân quân A Cha Sát Tú, A Sà Thế, Phạm Thiên Sát Ham Bát Tí chỉ lặp lại sau sự kiện Đê Quá Đát Tá chia rẽ tăng. Bài kinh hôm nay do Hòa Thượng Giác Đẳng dịch duyệt và biên soạn. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh, khung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Đăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Thuở Đức Phật viên thành chánh gia ca ngam đạo màu diệu Pháp cao thâm. Phật văn chưa chuyển Pháp quân phàm thiên hầu Phật. Tâm thành cầu sinh, bạch thể tôn muôn nghìn ẩn đức nga pháp vô biên miệng, mạng tục khai hoa, mong ngài chuyện pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đó vương cao, đó là mặt hồ. Đó còn tận đáy bùng nhớ, chúng sanh căn trì trọ mờ khác nhau. Vì bi mạng ngưỡng cầu tế độ, ngư thuyền từ cứu khổ quận mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm, phạm thiên vẫn vi trần phủ phục, lại thiết tha đi đức sáng ngời. Bà Phương im lặng nhận lời, về vườn lộc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liệu niết bàn vô khổ vô sanh, thế gian tam bảo tụ thành, tỳ kheo năm vị đạo lành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trọng pháp, ma giống đêm thâu tịnh giấc mộng trường. Dài dầu nặng cho tuyết sương, hoàng cai giao hóa mở đường độ sinh. Bởi cớ tính sự tình ngày trước, đại phàm thiên mãi được tán dương. Kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nói đường tự bi. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, nào phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh tri tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai.
Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ con kính nhân minh đến ngài. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sa Ca, dạ dạ có Pháp Đăng kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, ơn kính đảnh lễ ngài Hòa Thượng Siêu, ngài Hòa Thượng Giác Nhẫn, thường tỏ mình hạnh thường tỏ tăng để tri đức ông chư tôn đức tăng kính chào bà hỷ tôn cô đơn nữ kính chào quý phật tử. Thì hôm nay á mình học một bài học nói về tôn giả Điện Quan Đạt Đá. Thì chúng ta biết rằng ở trong đời của Đức Phật tôn giả Điện Quan Đạt Đá là một người ở trong thân bằng quyến thuộc, và cũng là một người có cái duyên, cũng có cái duyên tu, nhưng mà vì đường tu nó cũng rất là nhiều sự trở ngại. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật thì ngài dạy rất là nhiều những cái bài pháp, và ngài nói đến nhiều cái sự liên quan. Cái sự liên quan đó thường thường thì chúng ta thấy như là mắc bờ bên này, mắc bờ bên kia, hay là bị nước xoáy, rồi bị người dắt lên, bị chư thiên nhân dắt lên. Có nghĩa là nó có rất là nhiều những cái điểm mà một cái khúc gỗ mà trôi ra được biển. Thường thường thì cũng như vậy quý vị, người tu tập đó, đưa đến sự giác ngộ giải thoát, nó rất là nhiều những cái chướng duyên. Và những cái chướng duyên đó thật sự đó, một phần là cái sự nỗ lực của chúng ta. Nếu mà một cái người tu mà khẳng định được cái hướng đi của mình cho nó chân chánh đó, thì mình có thể tránh được những vấn đề này. Và một cái người tu đó, dù bất luận ở góc độ nào, ở mức độ nào, đến cái tuổi tác nào, nhưng mà không bị cái chánh pháp của Đức Phật được, hay là rời các cái thiện trí thức được. Vì khi mà mình rời chánh pháp, không lấy pháp của Đức Phật, nếu mà trong cái thời kỳ hiện tại mình không lấy pháp bảo của Đức Phật mình liên tục, và nếu mà mình ngay cái thời kỳ của Đức Phật á, mà không lấy Đức Phật làm vị đạo sư nương tựa đó, thì rất rất là nguy hiểm. Vì thường thường chúng ta biết rằng á, một cái người phàm phu đó thì đi trên con đường đạo lộ giác ngộ vậy, nó gặp rất là nhiều sự trở ngại, và trong cái sự trở ngại đó có nhiều khi đó là những cái thành công do cái phước duyên của chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy như là ngài Núi Thá vậy đó, ngài chưa có đắc chứng đạo quả nhưng mà ngài vẫn có thiên nhãn, ngài thấy được ngàn thế giới như vậy. Và nếu mà gặp ngài Sa-ri-bút-tá đó, thì ngài Sa-ri-bút-tá ngài sẽ nói lên cái vấn đề mà với thiên nhãn thuần tịnh thấy được như vậy. Cái đó là cái kiêu mạn. Bởi thường thường quý vị biết rằng con người chúng ta đó, chúng ta có cái gì đó, chúng ta hay bị cái đó làm trở ngại. Chúng ta hay có bị cái đó làm trở ngại. Thường thường ở đời, ví dụ như một người, chúng ta thấy một người đó, mà họ sanh làm người thông minh, họ đẹp, mà họ giàu sang, họ có đồ chúng, thì họ thường nghĩ là cái tài năng của mình. Nhưng mà thật sự đó, nếu mà chúng ta nghĩ sâu sắc chút xíu đó, thì Đức Phật ngài nói rằng do cái thiện nghiệp thôi quý vị. Ví dụ người màu da cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc dương triều tôn chủ, bậc chuyển lên thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, cả quả lành do đức là gì? Thì là những cái thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo. Ví dụ chúng ta là tạo một cái thiện nghiệp với ba nhân trong cái thiện, cái phúc hành đó, mình gọi là phúc hành hay là nghiệp thức đó. Chúng ta tạo cái phước có vô tham vô sân là hai sở hữu trong trong 19 sở hữu tịnh hảo, vô si là sở hữu trí tuệ. Thì chúng ta tạo cái nhân á, là có ba cái chủng tử tốt đẹp này. Khi mà chúng ta tục sinh á, thì chính á, cái tâm quả nó làm việc tái tục cho một kiếp sống, hậu kiếp cho một kiếp sống và tử cho một kiếp sống. Nhưng mà rồi kiếp sống đó chúng ta sanh làm người đó thông minh, và chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện, và chúng ta trở thành kiêu mạn đó, thì chúng ta rất là nguy hiểm quý vị. Tại sao vậy? Cũng như ngài Núi Thá vậy đó,
Ngài đã cúng dường và nghe phát nguyện thành có thiên nhãn thông, với thiên nhãn. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy ngài sẽ đối tác, ngài nói rằng này hiền giả, với hiền giả nghĩ rằng với thiên nhãn thuần tịnh có thấy được ngàn thế giới, đó là kiêu mạn của hiền giả. Chúng ta thấy rõ ràng hơn, cái kiêu mạn là khi mà chúng ta có cái gì đó chúng ta không có suy xét là một mắt xích nhân quả. Chúng ta hay kiêu mạn nên chúng ta hay hay bị những cái đó nó làm trở ngại cho chúng ta. Ví dụ chúng ta thấy như tôn giả Đeo Quách vậy, một người sanh làm người tam nhân tu thiền đắc chứng được định và thần và cũng có tài lãnh đạo, cũng có những cái hay của bản thân mình, cũng đạt được cái đó. Và khi mà đạt được những cái điều đó đó, cộng với những cái thần thông nữa đó, cái thần thông, thì Đeo Quách Tát muốn thống trị tăng chúng, thống trị tăng chúng, có nghĩa là muốn Đức Phật giao cái quyền hành cai trị tăng chúng cho Đeo Quách Tát. Đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật á, ngài vì cái lòng đại bi, chứ không phải là ngài muốn ai theo ngài, không phải. Và ngài á, với cái tâm đại bi á, thì ngài muốn chúng sanh nào giác ngộ giải thoát, muốn thoát khổ, muốn diệt khổ, muốn thoát ly luân hồi, thì theo lời dạy của ngài. Nên chúng ta niệm tưởng Đức Phật á, một cái sự niệm tưởng là cái lòng đại bi của Đức Phật. Đức Phật ngài độ đó, người nào mà thực hành theo lời dạy đó, thì Đức Phật ngày giáo hóa, ngày khích lệ, ngày ung đúc cho cái người đó, để người đó nỗ lực tu để vượt qua sự trở ngại. Nhưng mà nếu người nào đó mà thật sự không tu đó, thì họ không thể nào ở trong cái đời sống phạm hạnh được. Đây là điều mà Đức Phật nói rằng, bởi vì chúng ta hiểu cái tâm chúng ta đó, cái tâm chúng ta tạo cái thiện nghiệp mà mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Và cái tâm mà tạo thiện nghiệp đó, thì chúng ta thấy rằng ba cái bất thiện là tham, sân và si đó phải được loại bỏ. Như vậy thì khi nào mình khởi lên cái tham đó, nó có nhiều hình thức lắm quý vị. Ví dụ mình thấy một cái người tu thiền, khi mà họ đạt được lĩnh vực nào đó, họ có thần thông, rồi họ có cái trí tuệ, rồi họ có cái niệm mạnh, họ có cái định mạnh, họ có sự tinh tấn mạnh. Nhưng mà Đức Phật biết rằng cái đó là do cái tâm mình tu một lúc nào đó, những cái giai đoạn đó nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra. Và người đó cần phải nhận định ra, mình phải quán xét nó là những cái pháp hữu vi. Hữu vi là sao? Do mình tinh tấn nỗ lực tu tập như vậy, nó tạo thành những cái hiện tượng đó. Luôn cả hào quang, hay là luôn cả mình thấy được chư thiên, hoặc là mình nghe được tiếng chư thiên. Lúc cái tâm mình cực tịnh đó, thì những cái chướng ngại đó sẽ, mình gọi là những cái ấn chứng đối với một người tu, nhưng mà nó là một cái chướng ngại đối với cái đạo quả giác ngộ giải thoát. Vì một cái người mà muốn được đạo quả giác ngộ giải thoát đó, thì phải vượt qua những cái điều mà Đức Phật gọi là chư thiên dớt lên. Chư thiên có nghĩa là sau này mình tu tập một thời gian á, mình ngồi mình tu tập yên tĩnh như vậy đó, thì có chư thiên họ tới họ báo cho mình ngày mai có chuyện này chuyện kia chuyện nọ xảy ra, rồi thế giới để có chuyện gì xảy ra vậy đó. Rồi nếu mình vào đó đó, mình để tâm vào đó, thì cái chuyện nó xảy ra y như vậy. Thì mình thấy mình đã thấu triệt được, mình đã đạt được một cái gì đó. Nhưng mà thật sự đó, quý vị biết rằng những cái điều đó, đó không phải là mình đạt được cái gì đó, mà do cái tâm mình nó cực tình. Và chư thiên á, họ cũng, mình gọi là chư thiên họ muốn thử mình để coi mình còn vướng mắc vào những cái danh lợi. Còn nếu mà khi mình vượt qua được chư thiên đó, dù chư thiên có nói, dù chư thiên có báo, dù chư thiên có những cái điều đó đó, thì mình cũng biết đó là những cái hiện tượng. Và đó là những cái việc mà thăng tầm trong xã hội thôi. Việc thành bại, được thua, khen chê, mất còn, đó là khổ vui đó, đó là những ngọn gió đời thôi. Đó là những cái pháp thế gian nó cứ quần quật con người của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có tỉnh ngộ đó, thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Và chúng ta cũng biết tôn giả Đeo Quách Tát đó đạt được thần thông và dùng thân Thái tử A Xà Thế. Lúc Thái tử A Xà Thế chưa có lên ngai vàng. Và chính tôn giả Đê Quá Tá cũng thấy những cái vị minh quân ở đương thời đó, những cái vị mà lãnh chúa đương thời đó có lòng tịnh tín với Đức Phật, thì
coi ngó lại đó thì thấy ông hoàng A Xà Thế, thái tử A Xà Thế chưa có phải là đệ tử của Đức Phật. Chính vì điểm đó đó, tôn giả Đê-rô-ta đã dùng cái năng lực thần thông của mình hiện biến hình và chinh phục được cái sự khác thường mà ông hoàng thái tử A Xà Thế thấy được một người có cái chuyện phi thường. Phi thường có nghĩa là chúng ta thấy bây giờ có một người nào biến hóa ra cái gì đã đứng trước mình, hoặc là biến cho mình thấy hiện tượng cho mình thấy, hoặc là một cái chuyện gì đó đi trên hư không, bay lên hư không, thì cái đó là mình tin dữ lắm quý vị. Quý vị thấy hiện giờ cả thế giới này đó, họ nhiều khi họ tin những cái điều siêu nhân đó. Nhưng mà Đức Phật ngài biết những cái việc đó đó, những cái việc đó là một cái người tu tập đó, đến một lúc nào đó họ cực tịnh. Hoặc là chúng ta thấy trong cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói về cái chú Gantari á, chú Manico đó, là những cái chú thuật của những cái loại phi nhân. Những cái chú thuật đó có thể đi trong hư không, động thổ, đi trong đất liền và trồi lên, hoặc đi trong lửa, đi trong núi, biến mình trên hư không. Những cái thần chú đó mà trong cái bài trường kinh đó chúng ta thấy cũng như thanh niên đó yêu cầu Đức Phật ngài cho chưa tăng. Thì Đức Phật ngài nói rằng có ba quá là thần thông giáo hóa, tha tâm thông giáo hóa và giáo pháp giáo hóa đó. Thì Đức Phật ngài tán thán dùng giáo pháp giáo hóa, vì giáo pháp đó là chỉ cặn kẽ từ thấp đến cao. Còn cái việc mà thần thông nó có nhiều loại phi nhân, bởi chúng ta thấy như là chư thiên đó, họ có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông thông, thần thông, túc mạng thông. Chư thiên họ có những cái thần lực đó. Như vậy những cái loại chư thiên tầng thấp đó, họ cũng có những cái thần lực đó. Và nếu mà những cái thần lực đó có để biểu hiện đó, để cho mình đi theo những người đó đó, thì chúng ta thấy rằng nó không là cái gì hết. Nó chỉ là một cái mưu cầu mà nó không có đưa đến cái kết quả cao thượng. Những cái sự thực hành mà nó không có mang lại cái kết quả cho làm cho mình minh mẫn, cho làm cho mình sáng suốt, làm cho mình trên cái đạo lộ giác ngộ giải thoát. Thì chính cái điểm đó mà tôn giả Đê-rô-ta đã có năng lực thiền định thần thông đó, đã dùng cái năng lực thiền định thần thông của mình để nhiếp phục thái tử A Xà Thế. Và thái tử A Xà Thế mà khi mà tin tưởng tôn giả Đê-rô-ta rồi đó, thì quý vị biết rằng mỗi buổi sáng đem 500 xe cháo, buổi trưa đem 500 xe cơm vật thực, buổi chiều đem 500 xe nước để cho những cái vị tỳ khưu trong nhóm Đê-rô-ta. Và Đê-rô-ta đó, tôn giả Đê-rô-ta đã xin Đức Phật có 5 điều. Như là chư tăng suốt đời phải đi khất thực, cái nghĩa là suốt đời vị tỳ khưu phải đi khất thực thôi, ngày nào cũng đi khất thực. Tăng vị tỳ khưu suốt đời phải nhận, phải lụm y phấn tảo đó, cái nghĩa là lụm giải là mai lại thành y. Chư tăng suốt đời là phải mặc y phấn tảo. Chư tăng suốt đời đi bát, chư tăng suốt đời phải ăn chay, chư tăng suốt đời trong rừng. Rồi chư tăng cái suốt đời đó có nghĩa là không có được đi trai tăng này kia nữa. Thì Đức Phật á, chúng ta thấy Đức Phật ngày không có chấp nhận, ngài cũng không có ngài không có chấp nhận điều nào hết. Tại vì sao vậy? Vì Đức Phật ngài biết được cái duyên của mỗi chúng sinh, phước của mỗi chứ không phải là vị nào cũng phải đi khất thực. Không phải, nếu có ai mời đi trai tăng á, thì nhận vật thực, hay là chư thiên họ đặt bát cúng dường. Chúng ta thấy như ngày bắt lái vậy đó, ngày ăn cơm loại có 7 bữa thôi, ngày bữa thứ 8 là ngày ăn cơm của chư thiên cúng dường. Cũng vậy đó quý vị, ngày bắt lái đặc hữu đó. Thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật này biết được á, mỗi chúng sanh nó có cái duyên phước ở trong quá khứ, dù là anh đó, ví dụ chúng ta thấy ngày ải phấn gì họ nhét vào đống rác cho tôn giả lụm, chứ không phải là tôn giả lụm y phấn tạo. Nhưng mà chư thiên họ cũng đã đem y đó để đến dân ngài một cái cách à,
ngài lão. Thì chúng ta biết rằng thật sự ra thì những vị chư thiên nữ là những người ở trên cõi trời, là những người thê thiếp ở trên cõi trời khi tôn giả Anuttha còn lại vị chư thiên đó. Thì chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái chuyện các vị thiên nữ đó đó. Nhưng mà đối với ngài Anuttha đó thì ngài biết được kiếp trước của mình là chư thiên, nhưng mà biết được những cái điều đó nó chỉ là cái phước duyên thôi. Tạo lộ giác ngộ giải thoát đó là cái hạnh nguyện của ngài, và cái đích đoạn khổ diệt khổ đó là cái mục đích ngài hướng tâm đến trong cái vòng sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tôn giả Đê-quá-tá sinh những điều đó chúng ta nhìn, chúng ta nghe thấy là cao thượng lắm. Chứ tăng suốt đời phải đi khất thực, không có được đi đe tăng. Nghe nó cũng ra vẻ là tu hành tăng suốt đời phải lụm giải phấn tạo đó để mai thành y, chứ không có được ai cũng dường y hết. Nghe cũng dữ dội lắm. Thì chứ tăng suốt đời phải ở trong rừng, quý vị. Ở trong rừng á, nghĩa là ở trong gốc cây, trong rừng này kia nọ chứ. Chứ tăng không có được nhận cốc liêu chùa chiền hết. Tôn giả Đê-quá-tá sinh như vậy. Như vậy á, thì những tôn giả Đê-quá-tá sinh chứ tăng suốt đời ăn chay, rồi suốt đời ở trong rừng, suốt đời cực thực, suốt đời lụm y với phấn tảo như vậy. Những cái điều đó như là chứ tăng suốt đời đó phải dùng thuốc bằng nước tiểu bò đen đó. Những cái điều đó mình nghe ra cái tìm thấy, nhưng mà Đức Phật ngài biết được những cái phước duyên của chúng sanh, ngài biết được những cái phước duyên của mỗi vị sống trong đời sống tu hành, không có vị nào giống vị nào hết. Nhưng mà Đức Phật ngài vẫn biết là bốn món vật dụng y phục, thuốc trị bệnh, cốc liêu hoặc là y phục đó, thì những cái điều đó do cái phước duyên đời trước của những vị đó có tạo phước, và vị đó sanh ra ở cái trú xứ nào đó những cái phước vật đó thù thắng cho những vị đó. Nên Đức Phật ngài cũng không có chấp nhận những cái điều Đê-quá-tá sinh. Thì lúc bây giờ quý vị thấy có 500 vị tỳ cô đó bỏ Đức Phật đi theo Đê-quá-tá. Và Đức Phật đó, sau khi một thời gian thì Đức Phật ngài thấy cái tâm của những vị tỳ cô chín mùi rồi đó, thì ngài đã dạy ngài Sa-ri-út-tá và ngài Mô-ca-la-na đó đến đó để thu phục những vị tỳ cô đó. Và chúng ta biết rằng tôn giả Đê-quá-tá đó đã có thần thông, đã làm những cái điều đó. Chúng ta biết rằng hại Đức Phật rất là nhiều lần, và mình bây giờ mình kể lại rất là nhiều những cái chi tiết, thả voi sai, rồi sai người đi xạ thủ bắn Đức Phật này kia nọ, rồi lăn đá đè, rồi làm đủ thứ chuyện này kia nọ. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật ngài đã hóa giải hết những cái điều đó. Và chính khi mà ông Hoàng A Sở Thế đó đã lên ngôi vua, đã hộ trì cho tôn giả Đê-quá-tá đó, thì Đức Phật ngài mới nói rằng Đê-quá-tá đó bị danh lợi đó giống như con la đó, giống như con lừa mà nó giao phối với con la mà sanh, mà với con la mà sanh đang với con lừa mà sanh ra con la vậy đó, thì nó sẽ bị chết. Hay là chúng ta hiểu cây tre đó, cây tre mà nó ra bông đó, là cái tre sẽ chết. Giống như bây giờ chúng ta nói giống như cái mía vậy, quý vị. Cái mía mà nó ra cờ rồi đó, cái mía nó sẽ xốp rồi nó chết từ từ chứ. Mà nếu mình không chặt thì nó sẽ từ từ, nó xốp rồi nó sẽ chết từ từ. Giống như cái tre mà nó ra bông rồi nó sẽ hoại. Giống như cái lau sậy cũng vậy, giống như cái chuối mà nó trổ hoài rồi nó sẽ chết. Khi một người mà có danh lợi đó, không có xứng tầm á, không có xứng tầm, có nghĩa là danh lợi đó làm cho người đó kiệt lực, mòn hơi, kiệt sức. Ở trong kinh Tương Ưng mà chúng ta học đó, nó có tổng cung kính danh vọng và lợi đắc. Đức Phật thì cũng nói, ngài nói và ngài đưa ra những cái mẫu chuyện đó, giống như con rùa nó đi là nó bị một cái người đó muốn bắt cái ổ rùa đó, nên đã dùng một cái cây phóng vào và cột cái sợi dây. Thì con rùa đó nó trở về cấu quốc nó, những con rùa kia thấy nó và đuổi nó đi, nói nó đã bị người ta theo dõi nó. Thì khi một người mà Đức Phật nói ngày ví dụ giống như vị tỳ khưu vậy đó, bị cung kính danh
con cái kẻ người, những cái điều đó nó sẽ gây ra tổn hại, tổn hại đến nhiều 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 người. Thường thường thì chúng ta thấy rằng á, một cái người mà làm tốt á, thì bao nhiêu người cũng được nhờ, nhưng một người làm xấu đó cũng bao nhiêu cái ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, chứ không phải là không có ảnh hưởng đâu quý vị. Chính vì điểm đó nên Đức Phật ngài mới chế định cái học giới đó, chế định học giới để ngăn ngừa những cái sở hành làm tổn hại cái lòng tin của người đàn tính. Nên chính vì điểm đó đó chúng ta thấy rằng khi mà tôn giả Đeo Ta đó đã được được cung kính banh danh vọng đó, thì bận tâm để suy nghĩ, bận tâm để với đầu chúng. Nhưng mà thường thường thì chúng ta biết rằng một cái người mà khi chưa tu tập niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp để thành tựu được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, mà cái thời gian đó bị quay cuồng với cái danh vọng đồ chúng đó, đó là những cái sự trở ngại như vậy. Thì thường thường chúng ta biết rằng một cái người muốn chứng đắc được thiền định hay là đang muốn hành thiền đó, mà mình bị những ngại trong đó, có mình muốn đi du lịch hay là muốn đi thuyết pháp, muốn đi dạy học, muốn 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 làm chùa hay muốn này kia nọ đó, thì nó cũng sẽ trở ngại quý vị. Tại vì thời gian nó nhiêu đó trong một ngày, và chúng ta bị thời gian nó cuốn hút, và chúng ta không có thể nào dành cái thời gian để tu tập. Thời gian nó là như vậy, chúng ta bỏ bên đây thời gian thì bên kia nó sẽ không có thời gian để tăng trưởng. Chính vì điểm đó nên Đức Phật ngài mới nói rằng dù là một vị đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là đắc được sơ đạo đi nữa, mà bị cung kính danh vọng lợi đắc đó, nó cũng làm cho trì trệ. Giống như một người muốn đi mà mang lên vô người một cục đá vậy quý vị. Chính cục đá nó trì xuống và khó, rất là khó bước đi. Người đó đó muốn ngồi tại chỗ hay là dậm chân tại chỗ thì dễ, chứ còn muốn lê lết để đi đó, mà mang cục đá như vậy đó, quả thực là rất là khó gì, rất là khó để đi. Chính vì điểm đó đó nên đó, chúng ta thấy rằng tôn giả Đeo Tá đã được ông vua ông hoàng A Xà Thế ủng hộ mỗi ngày 500 xe như vậy, và cái sự kiêu mạn đó nó cũng lớn lên. Chúng ta thấy ở đời nó có những chuyện, ví dụ chúng ta thấy như cùa tỳ cua quân đá ta ná vậy nè, lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng. Nhưng mà khi mà Đức vua đã nghe nhiều người nói, và Đức vua đi lục soát đó không thấy có người tử nào hết, thì lúc bây giờ Đức vua đã nói với ông giả của Đa-tha-na là hiền giả, từ đây cho đi đó, nếu hiền giả đi khất thực đó và không có bậc thực, hãy đi vào hoàng cung. Chính vì Đức vua nói như vậy đó, tôn giả của Đa-tha-na đó trở thành ngạo mạn vì nghĩ rằng á, mình đâu có sợ gì. Bây giờ nếu không có ai đặt bát thì mình vô hoàng cung, vô đặt bát. Các vị tỳ cô có nói gì đó, mình chống đối với chư tăng. Không biết rằng cái nghiệp của mình phải yên lặng để mình phản tỉnh. Vì tỳ cô Côn Đát Thanh Á đi, đi, đi có cái người đi theo sau lưng đó, là một kiếp làm chư thiên đã phá hai vị tỳ cô thời kỳ Đức Phật Ca-sa-pa. Vì do cái nghiệp lực đó đó, mà bây giờ đó một cái bóng ma xuất hiện đó, mình một bóng hình phụ nữ xuất hiện, trong khi ngài đi thì có bóng mà người phụ nữ đi sau lưng, nhưng mà ngài đứng và ngồi đó thì lại không có cái gì. Đức vua đã lục soạt trong cái am thất của ngài nhưng mà không tìm thấy được. Đức vua mới suy nghĩ đây là một cái chuyện lạ. Và sau này đó, Đức Phật ngài dạy tôn giả Côn Đát Thanh Á hãy lặng lờ, ta lặng lờ như thể chuông câm á, niết bàn tự tại bước chân, người đâu tranh cản chống ngăn được nào. Này Côn Đát Thanh Á, ông hãy làm như cái chuông bị bể vậy đó, ông sẽ đến niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật ngày nhắc nhở tôn giả Côn Đát Thanh Á, thì tôn giả Côn Đát Thanh Á đã không có dám chống đối với chư tăng, đã phản tỉnh, đã chánh niệm, suy xét, và cuối cùng đó thì tôn giả Côn Đát Thanh Á đã trở thành vị A La Hán, thì cái bóng ma đó nó cũng không còn. Chúng tôi muốn nói như vậy để quý vị thấy đó, cũng như tôn giả Đeo Bát Tá mà mỗi ngày được vua A Xà Thế cúng dường 500 xe buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều nước như vậy đó, thì cái sự kiêu mạn là cái sự kiêu mạn khi mà có những cái tín đồ, có những cái vật chất đó, mà được vua chúa ủng hộ như vậy, thì cái lòng cao mạn đó, cái lòng ngạo mạn đó, cái sự ngạo mạn đó còn nó còn trồi, nó còn phình to lên nữa, nên không có tự phản tỉnh được. Và
phải khi mà Đức Phật và đồ chúng đó, đồ chúng, thì quý vị biết rằng Đức Phật ngài biết được cái chuyện đó, và ngài biết được một lúc nào đó tôn giả Đề Đa Tăng sẽ bị hoại thiền, mất thần thông, rồi phải rơi vào khổ cảnh với những cái tâm mà mong mỏi danh lợi và hành động theo cái chiều hướng của dục vọng, sẽ mang lại nhiều cái thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác và ý nghiệp ác, và sẽ rơi vào trong đọa xứ. Đức Phật ngài biết và ngài đã cảnh tỉnh, ngài đã nói rất là nhiều lần. Quý vị coi trong trong kinh thì chúng ta thấy rằng ngài nói rất là nhiều những cái mẫu chuyện, và ngài kể lại rất là nhiều câu chuyện tiền thân, nói về tôn giả Đề Đa Tăng là người bội bạc và người không biết ơn này kia nọ. Đức Phật ngài nói rằng ngài đó nói nhiều những chuyện như vậy. Thay vì một cái người tu hành mà suy nghĩ về bậc đạo sư của mình thì có lẽ là nếu biết suy nghĩ thì đã không có chuyện xảy ra đến mức mà bị hoài thiền, bị rơi vào địa ngục cái gì. Nhưng mà có lẽ là cái sự phản tỉnh không có cái danh lợi đó, với cái tâm mà háo danh háo lợi nó mạnh mẽ quá đi, và không có chịu dừng chân lại, không có chịu cảnh tỉnh, không có chịu chánh niệm suy xét, và không có vì không có nghe lời Đức Phật cái gì. Vì Đức Phật ngài thuyết giảng và ngài nói lên những cái tâm tư đó mà chúng ta gọi là dục tâm đó, là những cái dục tư duy đó sanh khởi do cái sự suy nghĩ, do cái sự hướng tâm tà bậy đó, nó sẽ sanh khởi và nó sẽ cuốn hút quý vị, cuốn hút cái tâm của mình. Nên nó thường thường quý vị nghe Đức Phật thì nói rằng một người ăn trộm đó, họ rình của hay là họ biết cái của cải của ai đó, họ cả đêm họ cũng không ngủ được vì họ suy tâm tìm kế đó, tìm cách, nên họ nằm họ trằn trọc và suy nghĩ cách này cách kia để họ đột nhập vào cái của cải để họ lấy những của cải của người khác. Như vậy quý vị biết rằng một cái người mà cái tâm mà hướng về danh lợi đó thì nó cũng bị cuốn hút như vậy quý vị. Nó giống như là năm châm mà nó hướng về, nó hút sắc vậy đó, hướng về sắc và nó có sức hút mạnh về sắc, về hướng sắc cũng vậy. Khi một cái tâm mà bị cuốn hút mạnh do cái lòng tham, do tham căn mạnh và do những cái điều kiện nó trợ duyên đó, vừa có địa vị, vừa có đồ chúng, vừa được sự ủng hộ của ông vua A Xà Thế, nên cái sự ca, cái sự ngạo mạn của tôn giả Đề Đa Tăng nó mất quá mức độ, và cái sự phản tỉnh nó gần như là nó quên đi cái mục đích đầu tiên tu hành. Nó không còn nhớ, tôn giả Đề Đa Tăng không còn nhớ cái mục đích đầu tiên tu hành. Chính vì điểm đó nên càng làm đó, càng làm đó, cái tai càng nhúng chạm đó, càng làm đó, càng muốn đạt được. Nhưng mà Đề Đa Tăng không suy nghĩ cho nó chính chắn là một bậc đạo sư đó thì không có ai mà có thể hại chết. Và một bậc đạo sư đó, cái tâm đã thanh tịnh rồi, cái tâm đã không còn ô nhiễm rồi, thì tất cả những cái dục lạc đó, nó không có quấy nhiễm được ngài, thì có thể làm gì với một cái bậc đại giác như vậy. Giống như mà chúng ta hiểu, giống như là Đức Phật ngài nói rằng ma vương mà bay nhìn cục đá bóng tưởng nó cục mỡ mà mổ vô thì nó lông đầu lỡ ốc vậy đó, chứ nó không có lợi ích gì. Thì một cái bậc mà thánh đó, khi mà phiền não đã hết rồi, cái tâm của ngài đó nó kiên trì, cái tâm của ngài nó không còn cái sự dao động gì ở đời thế gian dục lạc, nó giống như cái tảng đá, nó không có bị cuồng phong lay động nó được, nó cũng giống như cái tâm của bậc đại giác vậy. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, có lẽ là một người khi mà họ tìm cách họ hại đó, họ nghĩ họ sẽ hại được, chứ họ không bao giờ suy nghĩ rằng bậc đó là bậc mà không thể nào hại được. Chính vì điểm đó, nên có nhiều người nghĩ rằng, có nhiều người họ cho rằng có tôn giả Đề Đa Tăng nên Đức Phật á, Đức Bồ Tát ngày để mau thành Phật. Có nghĩa là có một cái người mà họ thử thách, một cái người mà họ hãm hại như vậy mà ngài vẫn kiên trì. Thật sự đó, nó không phải cái gì, nó không phải là một vị Phật tu tập phải có một cái quan gia đại chủ như vậy, không phải cái gì, không phải. Có nhiều Đức Phật thì chúng ta thấy rằng không có
Đó là cái duyên nghiệp, cái duyên nghiệp mà Đức Phật ngài kể lại cái thuở đầu tiên giữa ngài và tôn giả Đề Ta cầu quan trái đó, do đi buôn bán đồ cổ đó, là cái kiếp đầu tiên. Và cứ chất chồng những quan trái quán thù mà cái tâm của Đều Quá Tá quá hận thù Đức Phật, Đức Bồ Tát trong vòng luân hồi. Và cho đến bây giờ đó thì cái tâm quán thù đó nó cũng mạnh mẽ, nó cũng mạnh mẽ. Và chính những cái điểm đó nên đó, tôn giả Đều Quá Tá mới chịu những cái hậu quả ở địa ngục và chịu cái hậu quả lâu dài về sau. Dù cái đường tu tập đó nó vẫn vẫn tiến bộ, nó vẫn có kết quả để thành Phật độc giác, nhưng mà cái hệ lụy nó cũng quá nhiều, cái sự gian truân. Và khi mà thành Phật chánh đẳng, thành Phật độc giác thì vị Phật này cũng sống thọ chỉ có 7 ngày thôi quý vị. Vì cái miệng của ngài hôi thối và cái thân hình của ngài như vậy đó, nên nếu mà ngài mà ở cái địa vị độc giác Phật lâu đó thì sẽ làm khổ cho chúng sanh. Có nghĩa là những chúng sanh đó, họ thấy miệng thối thì họ nói miệng thối thôi, nhưng mà họ nói vô tội vô vạ như vậy. Khi mà họ họ không có giống như một cái người tu, một cái người tu tỷ căn khi mà bắt cảnh khí đó, dù là thơm hay thối mình cũng phải chánh niệm tỉnh giác. Nếu mà thơm đó, mình nghĩ rằng chúng sanh này có phước duyên nên cái thân hình hay là nhà cửa bông hoa nó thơm thơm tho. Nhưng mà nếu mà hôi thối đó, chúng sanh này do cái khẩu nghiệp nên bây giờ sanh làm người, miệng đó nói đó nó không có cái mùi thơm mà nó trở thành cái mùi hôi thối, hoặc là răng cái không đều, hoặc là lưỡi câm ngọng đớt này cái nọ, là do cái khẩu nghiệp ác mà nó cho cái hệ lụy, cho cái sắc nghiệp mà sanh ra nó thiếu những cái điều kiện, không giống như những người có cái phước duyên đầy đủ. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng một cái người mà tu tập đó thì chúng ta hiểu mà chúng ta phải cần vượt qua đó, là mỗi khi mà chúng ta có phước, chúng ta có những cái điều kiện này kia nọ đó, thì chúng ta cần phải suy xét về những điều này. Nó là một cái điều kiện để mình tiến bộ, nhưng mà nó cũng là một cái điều kiện để trì trệ. Trì trệ có nghĩa là nó làm cho mình trì trệ. Ví dụ chúng ta thấy như Hoàng hậu Khê Ma đẹp thật là đẹp, cũng vì cái đẹp thì là đẹp đó nên không thích đi nghe Đức Phật thuyết pháp, vì nghĩ rằng Đức Phật ngày chê thân này là quế trược, nhưng mà mình thì đẹp đẽ, mình thì toàn mỹ hoàn hảo như vậy. Nhưng mà thật sự đó, thì chúng ta hiểu rằng do cái phước duyên một người sanh ra đó, do cái sắc nghiệp, do cái thiện nghiệp của tâm đó, tạo cái sắc nghiệp mà có màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, hay là dung mạo nhìn dễ mến, là những điều đó đều do cái thiện, cái phúc hành đó, nó tạo ra cái sắc nghiệp. Và cái sắc nghiệp đó, nó có những cái mỹ tướng, như là Đức Bồ Tát này có 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp, thì những cái mỹ tướng đó đều là do những cái phước duyên mà hình thành. Nhưng mà thường thường mình có những cái điều đó mình hay tự kiêu tự đại, tự cao ngã mạn, mình không có suy xét là đó là do cái sự gieo trồng khó khăn của mình mới dành có được. Mình làm sao mình tận dụng để mình tu tập tiếp, tận dụng đó để mình là người từ bóng sáng đi tới bóng sáng, chứ không phải là người từ bóng sáng đi vào bóng tối. Những cái điều đó được Đức Phật nói khi mà ngài phân tích cho chúng ta biết về cái hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh. Và trên cái đạo lộ giác ngộ đó, những cái điều đó nó cũng sẽ gây sự trở ngại nếu mình không có phản tỉnh và không có suy xét thấu đáo đó, nó sẽ là trì trệ cho mình. Nên bình thường quý vị thấy ví dụ một người mà làm ăn thuận lợi đó, thì họ cứ lo làm ăn hoài, họ không dành một thời gian tu tập, không dành một giờ để giữ giới, nên họ cứ thu hoạch tài sản hoài như vậy, thì họ cuối cùng 100 năm thì họ cũng chết thôi. Chứ đâu phải là do họ thu hoạch tài sản rồi họ sẽ kéo dài thêm cái tuổi thọ của họ đó, nó không có. Nó không phải là do thu nhập tài sản mà kéo dài tuổi thọ, mà cái tuổi thọ đó do cái tâm, mà cái tâm tác tục nó là như vậy. Những cái thành quả đó nó cũng là những cái hướng đi mà không có suy xét thì nó luôn bị lạc lại như vậy. Nó lạc cái mục đích với cái tâm nguyện của mình ở đầu. Một cái người mà tu tập giác ngộ giải thoát đó, và trực tiếp để đi giác ngộ giải thoát đó, thì người đã phải thấy được những cái chướng ngại. Và những cái chướng ngại đó luôn luôn chúng sanh nào cũng có,
chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì Ngài đã tìm ra được tất cả và Ngài thấy thấu triệt tất cả và Ngài thuyết giảng được khích lệ để vượt qua những sự khó khăn đó. Dù là những cái thành công nó cũng vượt qua luôn, cũng đưa tâm quán xét vượt qua chứ không có bị nó trở thành cái sự trì trệ, nó không trở thành trì trệ. Chính vì điểm đó, chúng ta thấy rằng cái việc mà mình tu tập đó nó cần phải phản tỉnh rất là nhiều và cần phải có một bậc thầy đó, như là Đức Phật đó, để Ngài hướng dẫn. Còn bây giờ thì chúng ta phải tu tập đó, chúng ta phải suy xét theo lời dạy của Đức Phật, theo cái sự chỉ dạy của chư tôn đức, thì mình mới có thể cố gắng để vượt qua cái sự khó khăn. Trong cái đạo lộ giác ngộ giải thoát đó, nó giống như mà chúng ta thấy một cái đường đi đó, nó nhiều cái sự trở ngại gai góc, rồi nghỉ dữ la sát đói khát, rồi nắng nóng, rồi không nước, rồi không đồ ăn trên đường. Và chúng ta là những người lữ hành đi đường xa, nó cũng giống như vậy quý vị. Chúng ta gặp nhiều cái sự trở ngại, và làm sao mà để vượt qua được sự trở ngại đó, đó là cái điều kiện để đạt được giác ngộ. Như vậy thì xuyên qua cái bài học Tương Ưng Bộ mà chúng ta học về tôn giả Đê Quá Tá đó, thì chúng ta hãy suy xét về cái lộ trình mà có thể nếu mà mọi người không có suy xét đó thì mình sẽ vướng vào những cái lộ trình này ở góc độ này góc độ kia, nó không, nhiều khi nó không có giống như là mình mong mỏi để quản lý đồ chúng, nhưng mà mong mỏi ở một góc độ nào đó nó cũng tiêu tốn thời gian của mình, nó cũng làm cho mình trì trệ trên cái đạo lộ đi đến. Cũng giống như bây giờ càng đi mà mình càng lụm nhiều đồ, càng đi mà mình càng mang nặng thì mình sẽ khó mà đi tới được. Nên mình sẽ suy nghĩ như vậy. Thì kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, bài học hôm nay thì con xin trình bày với như là trình bày như vậy. Phần còn lại thì do Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng sẽ hỏi Dư Tăng để mở rộng thêm cái bài học này, thêm cái sự lợi ích cho hội chúng. Bây giờ thì con xin kính hành lễ Ngài Hòa Thượng Giác, Ngài Hòa Thượng Tề Siêu, Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Bây giờ thì con thỉnh Ngài Hòa Thượng điều hợp phần thảo luận, phần phước nào phát sanh được kính nhân lương quý Ngài xin chia đến quý vị, xin hồi hướng cho tất cả. Bây giờ thì con xin hành lễ Hòa Thượng, con xin xuống bếp ạ. Sa thú, kính thưa Thiền Tổ Pháp, đồng với Pháp Thoại vừa rồi. Thiền Tổ Pháp Tân Nghê, Thiền Tọa có ở trước máy, và nếu Thiền Tọa Pháp Tân nghe được, xin kính thỉnh Thiền Tổ Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, Thiền Tổ Pháp Tân, chúng ta thấy ở các quốc gia Phật giáo đó, như là ở Ấn Điện, Thái Lan, Thích Lan, v.v. thì người cư sĩ rất chưa đăng. Và có nhiều người nói rằng sự cung kính như vậy đó có thể dẫn các vị sư đến chỗ ngã mạn hơn, ở chỗ thối thất trong sự tu tập. Mà quả thực trong bài kinh này thì Đức Phật Ngài cũng nói rằng cái sự cung kính cho người nó có thể làm hại cái kẻ mê danh vọng. Và chúng ta thấy nhan nhản trong đời sống hàng ngày đó, có rất nhiều vị tu sĩ vì cái sự cung kính của cư sĩ mà đi xuống. Thì như vậy chúng ta có khuyên người cư sĩ đừng tiếp tục như vậy nữa không, hay là nên thay đổi hay không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, Đức Tự Đức cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín đồ. Ở đây con nghĩ rằng các cái quốc gia Phật giáo đó, đặc biệt là các cái quốc gia Nam truyền, Phật giáo Nam truyền đó,
thì con thấy rằng là họ rất quý trọng chư tăng, họ rất kính trọng chư tăng. Ngay cả cái người Khmer Nam Bộ cũng vậy, họ cũng có một cái kính chư tăng. Con nghĩ rằng đó cũng ảnh hưởng đến cái truyền thống từ ngày xưa tới giờ, từ ngày xưa tới giờ. Cho nên là nghĩa là giống như con thấy rằng ở trong các nước quốc giáo, ngay cả những vị nguyên thủ đó, khi mà họ đắc cử rồi họ cũng đến họ gặp vua sải, họ gặp đức lãnh đạo về tôn giáo, lãnh đạo về Phật giáo, như ở Thái Lan hay ở Campuchia hay ở Lào, thì con thấy những cái điều đó nó rất là quan trọng. Thì cho nên là các vị lãnh đạo quốc gia họ đến cũng vấn an, cũng như là họ đảnh lễ để họ có cái sự giống như sự tham cầu trong cái đời sống, có những điều mà được nhắc nhở dạy bảo trong cái việc điều hành đất nước hay là lãnh đạo đất nước đấy, thì con thấy nó có những cái điểm rất là hay. Trong khi ở đối với Phật giáo và các nước Đông Á chẳng hạn, như là Trung Quốc thì Nhật Bản thì cái gì đặc biệt như Trung Quốc, con thấy rằng nhiều khi đó là vua đó, nhà sư, một vị nhà sư phải chầu vua hay là chào hỏi vua, mặc dù trong kinh điển Bali thì con nghĩ rằng cũng có nói đó là vua là bóng mát của thần dân, vua là bóng mát của thần dân. Thì ngoài cái việc mà vua và bóng mát của thần dân thì chúng ta thấy rằng Sa Môn cũng là một bóng mát của thần dân luôn. Thì vậy cho nên là cái việc mà có những luồng ý kiến nói rằng là những luồng ý kiến nói rằng nếu mà mình cung kính chư tăng quá thì nó sẽ đi đến cái việc mà suy thoái ở trong cái đời sống tu hành. Quả thật cái điều này đó, con nghĩ rằng đối với những cái người cư sĩ Phật tử thì quý trọng chư tăng là điều cần thiết. Dù là hoàn cảnh nào thì cung kính chư tăng và quý trọng chư tăng đó là một cái điều rất là quan trọng để tạo nên một cái giềng mối đạo đức, tạo nên cái giềng mối đạo đức mà ở đó người Phật tử vẫn quý trọng chư tăng một trong ba ngôi, một trong ba cái ngôi báo. Nhưng ở đây đó thì nếu mà một vị tăng sĩ vì cái lợi đắc danh vọng đó thì cái điều này nó khác là nếu mà mình vì cái lợi đắc đó hay là vì cái danh vọng đó, sự thật ra thì ở đây đó là người Phật tử quý trọng chư tăng, chúng ta cũng không phải vì vậy mà để rồi sinh cái lòng tự kiêu ngạ mạn vân vân, mà mình thấy rằng là mình sống làm sao để xứng đáng cho hàng cư sĩ trọng, cho hàng cư sĩ họ kính trọng. Theo con nghĩ là như vậy, mình sống làm sao để rồi xứng đáng như là một cái điều mà để cho hàng cư sĩ quý trọng. Cái điều đó con nghĩ rất là quan trọng. Bởi vì sao? Đối với chư tăng á, là một cái gì, một trong ba cái ngôi báo mà thật sự là đem cái giáo pháp này hoằng truyền đến với cho mọi người. Cái việc mà mọi người, người Phật tử có thể tiếp cận được Phật pháp, tiếp cận được lời dạy của Đức Phật chính là nhờ chư tăng. Mà người Phật tử mà quý trọng chư tăng để có thể vâng lời, để có thể hành theo, để có thể nương tựa ở trong giáo pháp hay nương tựa ở trong tam bảo, thì điều đó con nghĩ rằng rất là quan trọng. Nhưng mà đó tăng á, đừng cho rằng cái điều đó, những cái lợi đắc danh vọng, khi một người Phật tử hay là người cư sĩ họ quý trọng kính trọng mình cho rằng cái điều đó là cái mình gọi là cái sự tự mãn của chính mình. Cái sự tự mãn của chính mình hay là cái sự kiêu mạn của chính mình thì con nghĩ rằng nó không hay. Giống như trong cái
bài kinh dụ lỗi cây vậy. Phật nói thí dụ như là một người có lợi đắc danh vọng, rồi cái người mà thành tựu về giới, rồi cái người mà thành tựu về định, thì cái chuyện đó là cái việc mà nó cũng là một trong những cái chặng đường, một trong những cái chặng đường mà mọi người tu tập cần phải trải qua, cần trải qua. Và mình đừng cho rằng cái đó là cái rốt ráo, đừng cho rằng cái đó là cái cứu cánh. Bởi vì cái mục đích chính của một cái việc tu hành á, là để làm sao an lạc, để làm sao đạt được cái sự giải thoát. Đó là tìm đến cái cốt lõi trong đạo Phật, đó là sự giải thoát, chứ không phải là lợi đắc hay là danh vọng hay là một cái gì đó mà chúng ta tự mãn với một cái sự thành công, thành tựu của mình á, thì làm cho mình bị chững lại. Và hình chung á, mình thấy rằng, chúng tôi thấy rằng là nhiều khi chính cái đó đó nó làm cho mình bị chững lại. Và chính vì chững lại đó thì cái đường tu nó cũng có thể bị thối lùi. Cũng có thể bị thối lùi. Cho nên ở đây đó là cái đường tu thì chúng ta cần phải trải qua những chặng đường lợi đắc danh vọng, dù có chăng nữa chúng ta không lấy điều đó là điều quan trọng. Nếu như mà một người cư sĩ, một Phật, những người cư sĩ mà quý trọng chư tăng, có nghĩ điều đó là nên phán khuyến khích và khuyến khích. Tại vì sao? Ít xa trong cõi đời này, trong đời này người ta còn biết quý trọng đến Tam Bảo, quý trọng đến hình ảnh của chư tăng, để rồi họ có thể thân cận, họ có thể học hỏi, để họ có thể thực hành được cái lời dạy của Phật. Thì con nghĩ rằng điều đó rất là quý đối với những người cư sĩ. Nhưng mà đối với chư tăng thì mình cũng đừng nên tự mãn hay là tự kiêu tự đại, cho rằng cái điều đó là cái để rồi mình chững lại, hay gặp là mình ra vẻ ta đây đó, thì cái điều đó nó không nên. Bởi vì ngay cả một người bình thường mà tự kiêu tự đại đó, thì nó cũng là gây nên cái sự trở ngại và lây nên cái sự tai hại cho họ rồi, huống chi là một vị tăng sĩ. Chúng ta thấy rằng nhiều khi đó là có những người họ không biết đạo gì, họ đến họ gặp ông sư ông thầy thì họ kêu bằng anh bằng chú bình thường, họ cũng không có cái cách chào hỏi nói chuyện như là ngang hàng ngang lứa với nhau. Thậm chí rồi họ có một cái suy nghĩ rằng tôi là người lớn tuổi hơn này kia, họ không hiểu đạo mà, và họ nói họ là cái người già, cái người cao tuổi theo ở đời, cho nên là họ không có một cái gì kính trọng. Trong khi một người Phật tử biết kính trọng chư tăng thì con nghĩ rằng ít ra Tam Bảo chư tăng cũng là có một cái vị trí ở trong xã hội. Và đối với các vị chư tăng, cá nhân của các vị chư tăng thì sống làm sao để xứng đáng như những gì những người Phật tử quan tâm hay những người Phật tử đảnh lễ chào hỏi, mà mình đừng cho rằng cái đó là cái mục tiêu chính của mình, mục đích chính của mình. Mục đích chính của cái người tu là tu tập để đạt được cái sự an lạc, để đạt được cái sự giải thoát. Cho nên con nghĩ rằng đối với cá nhân của các cái bậc những cái bậc xuất gia đó, thì không có cái gì để, đừng cho rằng cái điều mà cung kính lợi đắc danh vọng đó là cái cứu cánh của mình, và đừng cho điều đó là những cái sự mà để là cái lòng tự kiêu của mình nó tăng lên, mà mình càng sống tốt hơn nữa, sống để làm sao cho xứng đáng. Và mình đừng cho rằng cái đó là cái rốt ráo, mà mình cần phải tu tập tốt hơn nữa, để rồi mình tìm được cái sự an lạc giải thoát. Còn riêng những người cư sĩ mà quý trọng chư tăng, biết kính trọng chư tăng, ít ra trong cuộc đời này cũng còn có sự diền mối. Để cái diền mối đó giúp cho cái người cư sĩ Phật tử hướng đến về Phật pháp. Bởi vì hình ảnh chư tăng là một trong ba ngôi báo, mà họ biết quý trọng có nghĩa là họ biết cung kính. Họ biết cung kính thì họ biết vâng lời. Họ biết vâng lời có nghĩa họ muốn tìm hiểu những lời dạy của Phật qua thông qua giáo pháp. Thì con nghĩ rằng họ có điều có cái sự lợi lạc.
Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con kính thưa Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa chú, cái trường thượng tân khi mà thượng tọa đang nói, nó có thêm một câu nữa để hỏi thượng tọa rằng có khi nào thượng tọa thấy rằng chính cái sự cung kính của người cư sĩ đó khiến cho chúng ta tinh tấn hơn, khiến cho chúng ta phấn đấu hơn trong sự tu tập, bởi vì mình nghĩ rằng mình phải sống xứng đáng với điều đó. Xin thượng tọa nghỉ trở lại để chia sẻ thêm điều này. Kính thưa thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong rum. Dạ, riêng con nghĩ rằng sự thật ra thì đối với bản thân của chúng ta hoặc là như thế này đó, thì con nghĩ là đều là những người phạm phu. Cho nên là mình sống ở được, mình được cái may mắn là mình sống ở trong một cái môi trường Phật pháp, môi trường Phật pháp, mà cái vai trò của mình là một vị tu sĩ, nói cho một cách bình dân nhất là một cái vị tu sĩ. Cho nên rằng là thì thường ở trong cái văn hóa của mình, trong cái cách mà đến chùa hoặc là học hỏi của người Phật tử, họ thường là gặp sư, thầy, sư thì họ đảnh lễ, họ xá chào và họ nói chuyện thì nó xưng con, dạ xưng con, mặc dù là tuổi đời thì họ thì rất là cao, lớn tuổi, nhưng mà rồi đó thì họ đối với một nhà sư như là một sự trân trọng, đó là một sự cung kính qua lời nói, ngôn từ xưng hô, sự xá chào đó. Thì con nghĩ rằng là một cái người tu sĩ đó, thì bởi vì mình không phải là một cái người như người đời mà người ta làm ra cái của cải vật chất, nói như người không phải là làm ra của cải vật chất, mà mình là một cái vị tu sĩ, một cái vị tu sĩ. Cho nên là cái việc mà mình hoàn thiện cho cái tấm thân của mình, bản thân của mình, thì con nghĩ rằng là cần phải nên cố gắng hơn nữa, cần phải nên cố gắng hơn nữa, và cũng cần tránh đi những cái sự tự mãn ở trong lòng, tránh đi những sự kiêu ngạo ở trong lòng, bởi vì cái điều đó nó cũng chẳng có lợi gì cho mình, nó làm trở ngại cho cái sự học tu tiến của cho mình thôi, nó cũng chẳng có lợi. Nếu mà mình kiêu mạn ấy, tự kiêu tự đại đó, thì người ta sẽ cũng không ưa gì mình đâu, mọi người chung quanh cũng không ưa gì mình, và mình tự kiêu tự đại ấy, thì mình cũng chẳng có học được một cái gì đối với những người chung quanh, những học được những cái điều hay lẽ phải, những cái gì nó tốt, người tự kiêu tự đại cũng không học được gì. Và hơn nữa đó là một người mà có cái tính khiêm nhường, có một cái tính khiêm nhường đó, thì con nghĩ rằng đó là một trong những cái đức tính tốt. Đức tính tốt giúp cho một cái vị tu sĩ có được cái sự sống còn hay là tồn tại ở trong cái môi trường Phật pháp này, cái đối với Phật pháp này, sống trong đạo này. Cho nên con nghĩ rằng mình càng cần, giống như là mình có cái sự khiêm nhường và mình có cái sự nỗ lực tu tập, ráng cố gắng để hoàn thiện bản thân ấy, thì con nghĩ điều đó rất là cần. Bởi vì sao? Mình tu ấy, thì có nghĩa là trước là mình tự tu tập cho bản thân của mình, sau nữa đó là mình sẽ làm cái gì đó lợi ích. Theo con nghĩ rằng với cái vai trò của một người tu sĩ đó, thì làm lợi ích cho Phật tử thì cũng không gì hơn đối với việc mà thuyết giảng rồi hướng dẫn cho Phật tử trong đời sống tu tập tinh thần đạo đức cho họ, thì đó là cái cách mà mình gọi là đền ơn, hay là cái cách mà mình làm cho Phật pháp này được rộng rãi ra thêm, được xương minh rộng rãi ra thêm, được một cái gì đó. Thì chúng ta thấy rằng
mình làm được một cái điều thiện gì đó thì mình cảm thấy đó là việc đó là một cái niềm vui của mình. À, như một người mà làm một điều gì sai trái mà mình nhìn lại mình đó, thì mình cũng có lúc áy náy, có lúc mình ăn năn, có lúc mình sợ hãi lo sợ. Nhưng nếu như mà mình làm được điều thiện từ cái hình thức này, từ cái hình thức kia, giảng dạy giáo pháp, hướng dẫn rồi là tu sửa chùa, hoặc là hướng dẫn cho Phật tử những cái điều nói chung là đến với Phật pháp này, để cho thấm nhuần Phật pháp này, thì con nghĩ đó là một cái việc làm mà đền đáp để cái một phần nào đó ở trong cái đối với cái người cư sĩ hộ độ, đối với một cái người cư sĩ họ có cái sự thành kính đối với Tam Bảo. Dạ, thành kính đối với Tam Bảo. Cho nên á, ở đây con nghĩ rằng cái điều mà thiết thực nhất là trước là mình tu cho mình. Cái thứ hai nữa đó, mình cố gắng mình hoàn thiện cho mình nó càng ngày càng tốt. Cái thứ hai nữa đó là mình làm được cái gì đó lợi ích cho Phật pháp, dạ, lợi ích cho những người Phật tử, dạ, lợi ích cho những cái gì đó đối với sự trường tồn của Phật pháp, thì con nghĩ rằng đó cũng là cái niềm vui của mình. Cũng mong rằng với cái thiện sự hay là với cái phước báo mà mình làm đó, nó làm nhân duyên lành để tiếp tục cho mình gặp Phật pháp, để mình tu tập, để hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Đó là như vậy. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi thứ hai mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trả lại. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Sa thú. Kính chừng Thượng tọa Pháp Tần với câu trả lời vừa rồi. Thượng tọa Pháp Đăng đây, không biết Thượng tọa có tiếng máy không? Nếu được, xin kính thỉnh Thượng tọa Hoàng Hỷ trở lại. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng ngài, tình sự ngài có nói rằng đối với người tu, coi vậy chứ lợi lộc thì dễ bỏ, nhưng mà danh thì khó bỏ lắm. Dạ, tức là chúng ta có thể sống nghèo, chúng ta có thể rũ bỏ tất cả, thậm chí có thể giao chùa lại cho người khác, có thể cho cái gì mình có. Nhưng mà có người họ chê mình thuyết pháp dở, có người họ chê mình tu không có cao, có người họ chê mình là thế này thế kia, thì tự nhiên mình tự ái. Và chúng ta đi tu thì cái gì mà dễ bỏ hơn là danh. Điều đó thì Tổ Pháp đang nghĩ thế nào? Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Dạ. Ngài Hòa Thượng nhà chị á, thì ngài vì ngài có cái sở học, ngài nói như vậy đó, thật sự thì con nghĩ nó cũng chính xác. Thì bình thường á, mình có thể nói mình tu giờ có thể mình bỏ cái này bỏ cái kia, mình nhiều khi người ta nói mình thử hay không thì mình cũng nhiều khi mình cũng hơi bực bội hay là hơi khó chịu, cũng có, con nghĩ cũng có. Tại vì thường á nhiều khi mình nói ví dụ như mình bận biểu cái này cái nọ, mình thấy nhiều khi mình muốn bỏ để mình yên tĩnh mình tu tập, nó cũng có. Nhưng mà khi mình tu tập rồi người ta nói mình, nhiều khi mình bực bội mình bỏ ha, chỗ này đi bỏ chỗ kia đi, thấy cũng có nhiều, rất là nhiều chuyện, nhiều vị cũng như vậy, có chuyện gì chút xíu thì nhiều khi bỏ đi. Cái chuyện này con thấy cũng rất là nhiều. Khi mình nói đến cái mình có cái ngã mà cái bản thân của mình, nó thật sự nó cũng rất là khó. Nên con thấy rằng nếu mình kịp thời mình tản tỉnh, mình kịp thời mình tu tập được thì mình mới bỏ qua được. Chứ con nghĩ rằng nếu mình không có kịp thời tu tập hay không kịp thời chánh niệm đó, thì những cái mình lời nói mà mình bực bội mình nói ra rồi, nó cũng rất là khó để mà làm lành lại được.
con thấy nó cũng sẽ rất là khó. Nếu mà mình không kiểm soát được nó cũng rất là mệt. Bởi thường thường người nói hay là bên Phật tông nói cái đạo cao nhất xích đó, mà cao ma cao nhất trượng, mà đạo cao nhất trượng ma cao đầu thường, có nghĩa là lúc nào cái phiền não tâm của mình nó cũng rất là đáng sợ là như vậy. Rồi nghĩ nó cũng đáng sợ như vậy. Bởi vậy khi mà nghĩ rằng nếu một cái người mà tập tu chánh niệm tỉnh giác, là lúc mình nghe, mình niệm nghe thôi, để mình suy xét, cũng như Đức Phật ngày nói rằng đối với vị tỳ khưu người ta khen hay chê đó, mình phải phản tỉnh lại coi nếu là người ta nghe là khen cái sự thanh tịnh đó, thì chư tăng lại một thánh là thanh tịnh, còn mình còn tàm phu, hoặc là mình chưa có đạt được những cái điều đó, thì mình cũng hiểu rằng mình cố gắng để mình vượt lên, chứ không phải là nghe người ta nói mình tốt đẹp như vậy là mình lại sanh ra cái sự kiêu mạn. Mà nếu mà nghe lời nói người ta khen mình mà mình vui, mình cũng không có phản tỉnh lại đúng chính xác bản thân của mình. À, thành ra cái sự phản tỉnh đó, tôi thấy rằng cái điều đó là mình phải nói rằng lúc nào mình cũng phải phòng hộ, chứ còn sơ sẩy một chút xíu thì mình cũng sẽ không thoát khỏi, mình sẽ bực bội, mình cũng sẽ buồn phiền, mình cũng sẽ rất là khó chịu. Thì tuy rằng nó có thể thời gian nó giống như là mình nói rằng thời gian là cái mình phát hiện ra được, mình nhận diện ra được, chứ còn cũng để mình phản tỉnh trực tiếp mình còn thấy rằng phải có cái nội công tu tập nó cũng nhiều, nó mới vượt qua được. Thì đây là con xin trả lời như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì con tỉnh thực hợp cho hòa thượng. Sa thú đi trên thì được pháp cách. Thưa vị, để chư tăng nghĩ một lúc, chúng tôi xin được một vài điều chia sẻ tiếp theo lời của chư tu đức. Phải nói một điều đó là người đời họ nói rằng một ở trong những cái tâm lý mà ảnh hưởng chúng ta nhiều nhất là thị dục khuyến ngã, tức là nó liên quan đến cái tôi, cái ta. Và thậm chí có nhà văn Pháp họ nói rằng cái tôi thật đáng ghét. Đạo Phật thì có một ngôn ngữ khác để nói về những này, khi Đức Phật dạy rằng chúng ta tu tập nên thường tùy quán, đây không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Thì thưa quý vị, nói về cái ta, nói về cái của ta, nói về tự ngã của ta đó, thì đó là một cái gì ăn sâu kín ở trong lòng của mỗi chúng ta. Trước nhất thì chúng ta nên thành thật nhận ra một điều rằng đó là một thứ phiền não. Mà đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có những người mà cuồng nhiệt, ham danh, ham lợi đó mới không có những người cuồng nhiệt, ham danh, ham lợi họ mới bị chi phối bởi danh lợi. Ngay cả một người tu mà sống hạnh đơn giản, đi vào đường sâu, đôi khi chính cái hạnh tu của mình cũng làm cho mình tự hào, làm cho mình cảm thấy mình đánh bóng bản ngã. Cũng giống như người ta nói là nhiều lúc người ta khiêm nhường, nhưng mà trong sự khiêm nhường người ta cũng tự hào về sự khiêm nhường của họ. Thì chúng ta nhớ rằng cái ngã tính hay là sự chấp ngã đó, nó đeo đẳng trong mỗi chúng ta. Một người tu tập đó, thì rõ ràng là mình tìm cách cải thiện cá nhân. Và khi mình có những tiến bộ, thường mình gặp hai trường hợp. Một là mình tự mãn. Và nếu tự mãn thì mình chậm chân một chỗ. Và nếu không tự mãn thì mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy sung sướng khi được khen. Khi chúng tôi còn nhỏ vào chùa tu, thì chúng tôi nhớ rằng ở ngoài trường thiền Tâm Bảo Ngài Giới Nghiêm, có những trường hợp người ta hay khen. Vị này có thể ngồi 7 tiếng đồng hồ liên tục, vị kia còn 8 tiếng. Và nó có vẻ như chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi cảm nhận là người ta xem là cái chuyện ngồi lâu là một điều rất là tâm đắc, rất là hãnh diện.
và người ta cảm thấy ngồi lâu quá, tức là chứng tỏ là cái này cái kia, đó là mình tu thiền, chỉ ngồi thôi để người ta hâm mộ quý vị thấy, không hẳn là người đó khởi đầu ngồi để ta hâm mộ, nhưng mà khi ngồi lâu, đi ra ngoài họ nói rằng cô tu nữ này hay bị sư kia ngồi thiền được 3-4 tiếng thì mình cảm thấy hạnh diện, hay là trong sinh hoạt hàng ngày thứ gì, một vị sư có thể là cảm thấy rất là tự hào, cảm thấy rất là hãnh diện khi mà người ta đến thăm chùa mình, họ nói chùa đẹp, và họ nói chùa đẹp, hay là họ nghe thuyết pháp và nói sư thuyết pháp hay quá, hoặc giả là làm được cái gì nó sư giỏi quá, những việc đó đó nó dễ dàng để nó đưa chúng ta vào trong một cái cạm bẫy của danh lợi, của cung kính lợi đắc mà chúng ta không để ý. Khi nãy Tổ Hợp Đăng có nói một điều mà chúng tôi nghĩ rằng nhiều Phật tử nghe thì chỉ có nghe thôi, nhưng mà lại là một điểm rất là quan trọng là chúng ta cần phải có chánh niệm, phải có chánh niệm để chúng ta tỉnh táo, ý thức được. Và điều đó có thể nói rằng 100 vị tu tập á, thì có thể 95-96% là bị vướng vào cái sự cung kính, hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng mà như vậy là có những vị vướng vào rất là thô. Thí dụ như là mình cảm thấy rất là tự hào khi người ta gọi mình là thượng tọa, gọi là hòa thượng. Và chúng tôi gặp có nhiều trường hợp người ta gọi sai mình, chẳng hạn mình là hòa thượng, được gọi là thượng tọa, tự nhiên cảm thấy phiền não. Hay là người ta gọi mình không có đúng cách, mà thực sự ở trên thực tế đó thì đời sống tu hành không có chuyện gì phải tự thị vì điều đó hết. Một vị sa môn, một vị xuất gia thì có xá gì những thứ đó, nhưng đôi khi điều đó lại đụng chạm. Và chúng tôi cũng biết rằng có nhiều trường hợp một vị tu sĩ thôi chụp hình cũng gắn rắn sang vào đứng ở giữa, tại vì đứng ở giữa là quan trọng, hay là đi đâu muốn người ta xứng tên của mình. Chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp mà hồi trước khi chúng tôi còn làm việc cách đây hai mấy năm ấy, thường là được mời làm điều khiển chương trình, thì thứ vì không có cái gì mà lố lăng cho bằng khi mà một trăm vị tu sĩ đến tham dự đại lễ, mà mình phải giới thiệu từng người vị nào là ai, ở chùa nào, làm chủ trì, làm viện chủ, đứng này đứng kia, không dù đi một vị năm bảy đứng. Và nó có một điều khôi hài là khi mà không giới thiệu với chức danh hay chứ điều sai thì những người được tiền đạo. Nhưng mà rồi chúng ta không giống như là một cái vị tu sĩ thực sự mà chỉ nặng thẳng về cái danh vị mà thôi. Cái chấp thủ về ngã sở và mạng tùy biên ấy, tức là đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta đó, nó len lỏi một cách rất là sâu kín vào trong tâm tư của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta đi vào trong rừng vắng, ngay cả chúng ta đi vào trong rừng thiền, những điều này đó là quan trọng. Khi chúng ta tu tập với các vị thiền sư thì các vị hay nhắc chúng ta là có chừng những cái tiến bộ nó lại làm cho chúng ta trùng chân. Những tiến bộ đây là mình làm được cái gì đó thì nó làm cho mình bị thối thất, bị đi xuống. Nói thì nghe rất là mâu thuẫn, nhưng mà kỳ thật nó là như vậy đó. Khi mình làm được cái gì mà ai khen mình một chút thì mình cảm thấy hãnh diện, và từ chỗ đó mình cảm thấy cái bản ngã mình được mơn trớn, được vuốt ve, cảm thấy mình trở nên quan trọng, cảm thấy mình trở nên cao quý. Chúng ta nhìn một vài cái thí dụ mà thời Đức Phật còn tại thế đó, là Đức Phật ngài tạo ra một cái lối sống kiểu mẫu cho chư tăng là đi du hành, đi du hóa, là đi từ nơi này sang nơi khác. Ngày hôm nay thì chúng ta có cái trở ngại trong sự tu tập, nó trở ngại lớn đó, là mình ở một chỗ lâu quá. Cái nền chính trị nào cũng vậy đó,
một người tầm quyền mà ở đại quyền lâu quá đó, thì nó sinh ra nhiều cái tiêu cực lắm. Ở đây nó thẳng là một cái người, một vị tu sĩ mà ở một chỗ nhiều quá đó, ở chỗ lâu quá đó, đâm ra mình bị vướng pháp rất là nhiều, bị dính mắc rất là nhiều. Yeah. Từ cái chuyện mà mình sống theo thói quen cho đến mình thủ đắc tài sản, cho đến việc mà mình có những cái quan hệ gắn bó nó hơi nhiều đối với những người chung quanh. Vì vậy người xưa họ có nói một câu bằng ý nghĩa rất tiêu cực, họ nói rằng cái hòn sỏi đó mà nó lăn nhiều thì nó không có đóng rêu. Thì quả thật là một cái lối sống mà đời sống sa môn thời Đức Phật còn tại thế đó, thì vị tu sĩ sống thay đổi chỗ ở nơi này hay nơi khác đó, thì điều đó nó đỡ, không phải hoàn toàn nhưng mà nó đỡ đi cái việc mà mục rễ, cái chuyện mà đóng rêu, cái chuyện mà vướng mắc. Về điều này chúng ta thấy rất nhiều thí dụ từ thời Đức Phật còn đại thế. Và Đức Phật này cũng dạy rất nhiều cái pháp gọi là pháp quán, và pháp quán về thể trược, pháp quán về vô thường, khổ, vô ngã. Những pháp quán về đây không phải là ta, là của ta, tự tại của ta. Thật tình mà nói đó, thì cái trở ngại bên ngoài mình thấy nó lớn chưa? Nó không lớn bằng trở ngại bên trong. Chúng tôi nhớ là khi chúng tôi vào trong chùa hồi còn nhỏ đó, thì quý vị có bao nhiêu tiền hay đi mua sách, và có khi 2-3 tháng không có đồng bạc trong túi. Dạ. Có khi 2-3 tháng không có đồng bạc nào trong túi. Hồi còn nhỏ là vậy. Mà cũng ai cho tiền mình. Mà lúc đó thì cũng có vài cái nhu cầu. Và mình nghĩ rằng có lẽ mình tu đến cái lúc nào đó người ta có phần tử hồi giúp, có tiền giống như là tiền tăng lớn đó, thì nó sẽ thoải mái hơn. Dạ, sẽ thoải mái tốt hơn. Nhưng mà sau này thì qua những năm tháng dài ở trong chùa, thì chúng tôi nhận ra một điểm là cái đời sống khó khăn về tiền bạc đó, nó ít khi làm cho một tu sĩ bị gục ngã, bị thối thất như là một đời sống nhiều tiền bạc, nhiều của cải. Chúng tôi lấy ví dụ là thưa quý vị, một vị tu sĩ mà có cái thành tựu lớn ở trong cuộc đời, ví dụ như là xây dựng được một cái cơ ngơi rất là đồ sộ, có những vị đàn tính giàu có đại gia hộ trì, mình thoạt nhìn thì thấy có vẻ có phước á, nhưng mà thưa quý vị, thường nó lại làm hỏng đi, dạ, làm hỏng đi cái gọi là cái đạo nghiệp, hỏng đi sự tu tập của chính mình. Có một lần chúng tôi về tham dự đại hội Tăng Đạt Thế Giới ở Phi Năng, một cái hòn đảo của Malaysia. Thì chúng tôi gặp một gia đình Phật tử người Mã Lai. Họ hỏi chúng tôi rằng chúng tôi ở đâu. Chúng tôi nói chúng tôi là người Việt Nam ở bên Mỹ qua đi dự đại hội. Thì họ có mời về nhà để dùng cơm. Dạ. Thì trong cái buổi trai tăng đó có khoảng chừng 60 vị. Dạ, 60 vị. Đại hội về thì 300 mấy vị, nhưng mà họ mời 60 vị về nhà để dùng cơm. Dùng cơm xong thì thật ra ở đằng sau nhà họ là có một con đường đầy hoa sính và có cái bãi biển, nên họ mời chư tăng đi bộ ngoài đó. Thì lúc chúng tôi đi bộ ra đó, đó thì cái người chồng của bà thí chủ, người chồng nói tiếng Anh và đến nói với chúng tôi rằng vị này có theo ngài hòa thượng chùa Cực Lạc, cái ngôi chùa mà đứng ra để đăng cai tổ chức đại hội Tăng Già Thế Giới, lúc đó là chùa Cực Lạc, gọi là Cực Lạc Tự, ngôi chùa nổi tiếng của Phi Năng và nổi tiếng của Malai nữa. Thì vị nam cư sĩ này đã theo vị hòa thượng chủ trì đi tham dự nhiều đại hội. Thì vị này có một cái ý nghĩ, và trước khi vị này nói thì vị này nói rằng không biết vị này nói là có tội hay không, nhưng mà các vị nói rằng theo cái kinh nghiệm mà nhiều lần vị này đi đó, thì trong các đại hội mà có chư tăng Nam Tông Bắc Tông đó, thì có một điểm này các vị nhận ra rằng tất cả chư tăng Bắc Tông về tham dự đó, đều là những người có
chùa lớn, có tiền bạc dồi dào, và các vị đến, các vị chi tiền để xã giao rất rộng rãi. Thường thường quý vị biết là các phái đoàn chư tăng đến thì thường thường hay tặng quà, hay tặng quà cho cái vị chủ tịch hội liên hữu Phật giáo, vị tổng thư ký, vị trưởng ban tổ chức. Và mỗi lần tặng quà như vậy, họ có nguyên cả một chương trình lên tặng quà. Thì vị này nói rằng chư tăng bên Bắc Tông, nhất là chư tăng Đài Loan đó, đem qua rất nhiều quà cáp có giá trị, có những quà rất là mắc tiền, như là những từ vật mắc tiền, những thư dụ mắc tiền để tặng. Trong lúc đó đó thì vị này nói rằng đa phần thấy chư tăng bên Nam Tông á, chư tăng bên Nam Tông thì không có tặng quà nhiều, dạ không có nhiều quà. Và nhưng mà vị này nói ngược lại thì chư tăng Nam Tông thì lại có học nhiều, dạ có học nhiều mà có vẻ nghèo. Thì vị này mới hỏi tới chúng tôi rằng tại sao mà có sự khác biệt giữa chư tăng Nam Tông Bắc Tông, một bên thì nhiều tiền, một bên thì học Phật giáo nhiều. Thì chúng tôi nói rằng cái này thì chúng tôi không biết sao, nhưng mà nếu mà mình đi tu mà mình có nhiều tiền quá thì mình cũng ít có thời giờ để mà học kinh độc sách. Và chúng tôi nói cái đó chỉ là ý kiến thôi, chúng tôi biết sao. Nhưng mà thưa quý vị, có một điểm mà chúng tôi biết là khi mà mình đi xuất gia rồi đó, mà mình đã bắt đầu muốn sớm có xây chùa, muốn sớm có đệ tử, có rằng đến, muốn sớm có chức vị này chức vụ kia. Chúng tôi nói xin lỗi một điều là kể cả những vị mà chạy theo các học vị, và yeah, học vị có nhiều vị đó, đi vào muốn có bằng tiến sĩ, đi đâu cũng biết cái tên là thượng tọa tiến sĩ này, thượng tọa tiến sĩ kia. Thường thường là mấy vị đó Phật pháp học không có nhiều. Chúng tôi phải thưa như vậy, không phải là chúng tôi bôi bác đâu, nhưng mà học không nhiều, tại vì lo bằng cấp, lo chùa viện sao, lo địa vị sao mà học. Nên chi thật ra nếu mà nhìn cho kỹ thì một cái vị xuất gia mà nặng về bằng cấp, nặng về địa vị, nặng về chùa chiền và có sự thành công đó, thì điều đó đáng lo hơn là đáng mừng. Tôi phải nói thật như vậy. Tại vì một khi mà chúng ta đi vướng vào trong cái khó tu, khó tu, khó học, khó suy nghĩ, tại vì cuộc sống chúng ta tiền bạc thì luôn luôn là ưu tiên, công việc luôn luôn là quan trọng. Còn cái chuyện mà nghiên cứu Phật pháp, cái chuyện mà đầu sâu vào kinh điển, chuyện mà tu thiền thì chúng ta thấy nó là thứ phụ, không phải là quan trọng lắm. Vì vậy thì người ta nói là lên lên không khỏi diêm phù, kéo tu thì mỗi cùng tu thì chìm. Chúng tôi suốt cuộc đời á, chúng tôi suốt cuộc đời mang ơn của sư trưởng rất lớn. Tại vì khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, thường là đi ra ruộng với sư trưởng thì đi bộ đi đâu, thì sư trưởng hay tâm sự. Sư trưởng hay tâm sự điều là sư trưởng nói là có nhiều khi mà người ta mời đi trai tăng mà chỉ đến để cúng dường thực phẩm, cúng dường tiền, sư trưởng muốn đi. Nhưng họ mời đi thuyết pháp thì sư trưởng thấy sư trưởng hoan hỷ để mà đi. Yeah. Và sư trưởng cũng nói rằng cái cuộc sống đi tu á, đôi khi nếu mà mình chú trọng vào việc học hay chú dự hành đó, thì mình phải chấp nhận sự hẩm hiu. Dạ, chấp nhận sự hẩm hiu. Còn mình nặng lòng trong cái sự giao tiếp Phật tử, liên lạc người này, liên lạc người kia, tranh thủ người này, tranh thủ người kia, thì mình không có tu hành được. Thì chúng tôi phải thưa thật với Phật tử là 10 người đi tu thì có thể có cái con số thành công rất ít so với người thất bại. Và sự thất bại á, đa phần nó đến từ những cái thành tựu trong sự tu tập. Rồi Đức Phật ngài dạy rằng giống như người đi tìm lỗi cây, mà thấy cái hoa lá cành thì ngỡ là cái quý nhất của cây, thấy cái vỏ cây ngỡ là quý nhất, thấy cái giác cây quý nhất, phải bỏ qua tất cả cái đó để đi được cái lỗi cây. Đức Phật cũng vậy, khi mà ngài còn là Bồ Tát á, ngài ý thức đi được cái sự lẫn bẩn của danh lợi, ngài bỏ cung vàng điện ngọc. Nhưng mà rồi khi ngài tu chứng thiền phi tưởng hay tiền vô sở hữu á, thì ngài được mời làm giúp chủ, thì ngài cũng từ chối điều đó. Và cuối cùng ngài chọn cái bó cỏ tranh ở dưới cội bồ đề. Cái bài học muôn thuở của chúng ta là như vậy, là có những thành công giai đoạn, nhưng mà chúng ta lấy đó trở thành cứu cánh, trở thành vĩnh cửu. Thật ra nó chẳng có gì quan trọng việc đó hết, rồi tất cả sẽ đi qua. Điều quan trọng là khi mình đã đi qua chặng đường rồi, cái gì gọi là thực sự vốn liếng của mình, cái gì là hành trang mình mang theo được.
mình phải đặt lại vấn đề, mình phải tỉnh táo. Nếu chưa thông tỉnh táo thì tự mình làm hỏng lấy cuộc tu của mình. Nên chi chúng tôi thưa với Phật tử một điều rằng nếu mà mình không có thường tu thiền thì chúng ta cũng nên thường nghe pháp, nên thường đọc lời Phật dạy. Và một ở trong những cái giá trị nhiệm màu của chánh pháp, giá trị nhiệm màu của lời Phật dạy đó là Đức Phật không ru ngủ mình. Đức Phật luôn luôn muốn chúng ta tỉnh táo. Đức Phật luôn luôn muốn chúng ta nhìn vào sự thật. Và Đức Phật này luôn luôn khuyến khích chúng ta tự phản tỉnh lấy bản thân của mình. Chúng ta rất là giỏi trong cái việc mà phê phán thiên hạ. Người này tốt, người kia xấu, người này thế này, người kia thế kia. Nhưng mà chúng ta rất là dở ở trong việc đánh giá chính mình. Chúng ta dở lắm nha. Dạ. Mình nói mình hay tới đâu nữa, nhưng mà mình thường tại vì mình dở nên chứ mình nói là mình là nhất rồi, mình là ngon lành rồi, mình vậy là quá tốt rồi. Và mình không tiến bộ nữa. Dạ. Nên cái một trong những cái việc mà đáng ngại nhất đó là cung kính và lợi dưỡng đối với người tu. Nhưng mà nếu so cung kính lợi dưỡng thì cái lợi dưỡng á, thay vì mà nó không chi phối chúng ta bằng sự cung kính, thưa quý vị là người tu tập. Ở đây chúng tôi muốn có một vài cái điều chỉnh với vị quan hệ giúp chúng tôi dùm nhé. Là tại vì tốn mặt khi chúng tôi ra soạn bài có một vài cái việc mà nó chi phối thành ra trong bài học chúng tôi hơi lộn xộn một chút. Và sau khi điều chỉnh xong thì chúng ta sẽ trở lại với thượng tọa Pháp Tân để xem là thượng tọa còn trước máy thì chúng ta sẽ cùng nhau. Ở trong bài học có chữ gọi là biết chức khu tắc, chứ không phải nguyên chức khu tê. Khu tê là đã chia rồi thì định sơ cách. Mà lúc chúng tôi copy chúng tôi lại giờ cái chức khu tắc là kỳ sầu hay là linh sư thiếu sân hay là cái núi kênh kênh. Dạ, cái chức khu tắc không phải là nguyên chức khu tê như các vị nhận. Và cái câu này đó là như thai bào giết chết mẹ của con la, chứ không phải là như thai bào giết chết con la. Dạ quý vị quan hệ, mẹ của con la tức con lừa đó. Mà con lừa không phải là khi nó có thai nó chết, mà con lừa nó chỉ chết khi mà nó giao phối con ngựa người đực, con lừa cái giao phối người đực. Và khi nó sinh ra con la đấy thì 10 phần đó, thì chỉ có một con sống sót thôi, đa số là phải mổ ra mới lấy, tại cái thai bào quá lớn. Thành ra cái câu trong này hơi khó dịch. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu dịch là hình như là dịch là bào thai giết con la, không phải là bào thai giết con la mà bào thai giết con lừa cái, mà không phải lừa cái mang bào thai là chết, mà con lừa cái nó phải giao phối với con ngựa và sanh ra con la. Thành ra chúng ta nói cho nó rõ ràng là như thai bào giết chết mẹ con la. Dạ. Giết chết mẹ của con la. Dạ. Con la, con lừa, thưa quý vị, cái đó chúng ta phân biệt. Và ở đây chúng tôi cũng xin nói một chuyện, đó là khi nãy Thượng tọa Pháp Đăng có kể câu chuyện mà Bùa Sở Thế mỗi ngày gửi 500 củ xe thực phẩm nước uống và vân vân cho Địa Bạc Đa về cái tăng. Thật ra thì ở đây là cái con số được đề cập đến trong kinh và trong sử như vậy, nhưng mà chúng tôi có nhắc nhiều lần là con số 500 nó không phải là một con số cố định, mà số 500 chỉ là một thành ngữ nó rất nhiều. Và tức là buổi sáng buổi trưa chở những cái thức ăn lễ phẩm cúng dường trên một đoàn xe giống như chúng ta gọi là rình rang, và đoàn xe rình rang đến chỗ Địa Bạc Đa. Và những người trong thành đều kháo với nhau rằng ồ, nhà vua đang gửi sự cúng dường đến cho tôn giả Địa Bạc Đa. Thì lúc đó Đức Phật Ngài cho biết rằng hễ chuối mà trổ buồn là chuối chết. Không biết quý vị nào có trồng chuối không? Quý vị trồng cây chuối ở miền quê mới biết rằng hễ cây chuối mà nó ra buồn ra trái là hết rồi đó. Mà tre đó mà nó trổ hoa thì chết. Cũng ít có người biết, ít có người thấy, nhưng mà chúng tôi đã thấy tre trổ hoa rất là nhiều lần. Khi tre trổ hoa thì nguyên cả cái hàng tre đó kể như là lão hóa là chết. Và con lừa cái
do giao phối với con ngựa đực mà mang thai thì thường nó bị chết khi nó sinh con, và khi nó sinh con ra thì con nó không gọi là con ngựa, không gọi là con lừa, mà gọi là con la. Thật ra cái này chúng ta phải cho kỹ. Thượng tọa Pháp Tăng ơi, thượng thượng tọa Tư Quyền thấy có thượng tọa Tư Quyền vào nữa, sa thú rất là truyền quý ngài vào. Bây giờ để xin thỉnh thượng tọa Tư Quyền, có biết thượng tọa Tư Quyền có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền trả lời được, dạ. Thượng tọa Tư Quyền, chúng ta ai cũng dễ để vướng vấp với danh lợi, và khi mình đi tu rồi mà mình có danh, có cung kính đời dưỡng thì cách nào để chúng ta giảm bớt cái sự dính mắc ham danh ham lợi quá đáng, thì xin sĩ chia sẻ một bài sư tư về điểm này. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá con kính lễ Đức Phật Giáo Pháp Bình Đẳng Tăng. Cái này đến của thượng giác đẳng thượng tọa Pháp Đẳng tọa Pháp Tăng tâm hành đến từ trên đến từ đức cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, nếu mà nói về cái để mà đến có danh có lợi có cung kính có lợi đắc người tu thì mình sẽ đến như thế nào, thì có thể nói đây là một điều mà cũng là một điều tế nhị của tất cả các vị tu hành. Có một số người thì người ta chấp nhận một cái xem như là một cái sự đảnh lễ, một cái sự cúng dường, một sự tôn kính đó nơi họ, mà họ chấp nhận và họ nghĩ là cho đó là cái xứng đáng. Nhưng phải nói rằng để làm sao mà để có sự giảm thiểu, để làm sao mà để có sự khắc trừ, phải nói rằng là đây là tùy duyên của mọi người, thì cái tâm tu của mọi người. Cái người nào mà biết ly dục ly tham chút xíu thì người ta sợ hãi chút xíu thì người ta giảm thiểu được. Tức là ngay cả thấy mình thấy người ta đánh lễ mình phải biết sợ. Biết sợ mình thấy mình chưa có xứng đáng để nhận cái sự lễ bái, cái sự tôn kính, một cái sự trân quý của chính họ. Mà cái điều này nó cũng rất là cũng khó khi mà ta đảnh lễ mình đó. Có một người ta đảnh lễ, con không chịu, con có nói rằng tôi đừng có đảnh lễ, thì họ rất là nghiêm túc, họ nói sẽ để cho con đảnh lễ. Tại sao mà sư không để cho đảnh lễ? Bộ sư nghĩ rằng sư không tu tốt rồi sư sợ người ta đảnh lễ, có phải không? Thì lúc đó con mới cảm ơn. Thôi đừng đảnh lễ, cứ nghĩ tôi như vậy đi là được rồi. Thì con nghĩ rằng sau đó con thấy con cảm thấy rất nhẹ nhàng, hơn là con cảm thấy là tự nhiên nhận một cái sự lễ bái của chính người khác. Và đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, những người đệ tử con luôn dạy phải đảnh lễ, phải tôn kính đối với các vị khác, còn riêng với con chỉ là một cái sự báo trình là được rồi. Quả thật chư tăng cũng là được xứng đáng đảnh lễ, và đây là từng cá thể của người tu để giảm thiểu, làm sao mình giảm thiểu đến một cái sự cung kính, một cái sự lợi đặc, thì cái đó mới chính là một cái điều mà đó là cái chư tăng xứng đáng được đảnh lễ. Thì quả thật một điều này là nó cũng làm sao mà để đừng có bị cái dính mắc đó, là mình phải tự chiêm nghiệm cho mình, và mình nghĩ rằng những cái phần lợi đắc cung kính vân vân, tất cả những điều đó chúng ta nhờ phước của Phật mà tồn tại, chứ đừng có để tâm của mình nghĩ rằng người ta cúng mình là đúng, người ta lại mình là đúng, thì cái điều đó chúng ta rất là nguy hiểm. Thì cái điều này thì đối với người tu thì mình phải có một cái sự nhẹ nhàng khiêm cung để chúng ta diệt trừ cái ngã mạn của mình, cái tăng thượng mạn của mình nó khởi sinh lên.
cái tự cho mình là như thế này, tự cho mình là như thế kia, thì cái điều đó nó rất là uổng tiếc. Ở đây hỏi để mà làm sao thì kết quả bình thường thì có một số vị thì cũng tùy theo tình huống, có thể người ta lúc đó người ta tu tập, người ta dùng cái chánh niệm, người ta dùng cái chánh định, người ta dùng bằng mọi cách của mọi cái mà họ học tu được, thì họ tránh, họ không xem đó cái sự đảnh lễ, sự cúng dường đó nó là một điều mà quan trọng cần thiết, hay là họ chấp nhận cái lễ lại đó một cách vui vẻ, thì đó là tùy tâm của mọi người thôi. Và cái điều này thì đối với chính con là mày, nếu như người ta có phê phán mình thì cũng sao. Dạ đúng, tất cả Phật tử họ đều có cái tâm thành tâm kính lễ đến đại chúng tăng, nhưng nếu như họ đối xứng với chính mình thì phải nói rằng lúc đó chỉ nhắm mắt mình niệm Phật. Thì đây cũng là một lý mà con cũng được cái sự chỉ dạy lúc đó niệm Phật, để xem như họ lễ Phật chứ không phải lễ mình, thì mình phải có một cái mình có một sự khiêm cung như vậy, mình có một cái sự tránh né như vậy thì nó ổn định hơn. Chứ họ ví dụ như mình chấp nhận một cái sự đảnh lễ của chính họ thì quả thật thì sẽ ra tùy duyên của từng vị tăng đó, và cũng như cái sự dĩ nhiên cái sự tôn kính đối với tăng bảo, đối với đại chúng tăng hay đối với chư tăng, thì là một người Phật tử thì người ta làm như vậy, người ta được cái phước cung kính, người ta được cái phước rất là tốt đẹp. Một cái sự tôn trọng, một sự cung kính, nó là một cái điều này nó rất là cần thiết. Bởi vì vậy cho nên để mà nếu như chúng ta nói tự nhiều khi có chúng ta thích hay chúng ta chuộng thì câu chừng nó là một sự nguy hiểm. Nếu như mà chúng ta thích thì chúng ta không ngăn trừ cái sự đảnh lễ, cái sự cúng dường chính nó cũng là một điều mà chúng ta phải suy xét lại, tâm tư lại một cái niệm tu hành. Cũng vậy, cái Phật cũng vừa cũng vậy, cái gì cũng nghiêm túc vừa phải. Đó chính là cái tánh hành của người tu. Và còn cái chuyện mà chúng ta nói chúng ta đang chư tăng là một đối tượng để nhận cái sự lễ bái, nhận cái sự cúng dường. Còn cái chuyện mà cái sự hỷ cúng hay cái sự tôn trọng, cái sự kính lễ, đó là của Phật Phật tử, thì họ làm với cái trách nhiệm hộ đạo hộ pháp, với cái trách nhiệm tôn kính đối với cái niềm tin tam bảo, đó là một điều rất là tích cực tốt đẹp. Và cũng như làm cái gì làm cũng như chúng tôi luôn luôn phải có một cái đối một cái có một cái lý riêng của mình. Ví dụ mình làm cái vị trụ trì là đại diện cho tăng, chứ không phải là mình gọi là thay tăng, mà hành xử coi như là cái sự sinh sát đối với người khác, đó là cái sự cho sinh cho thì cũng là không đúng. Thì nó cũng nhiều điều, mà nói chung thì để cái sự dính mắc trong cái danh cái lợi, thì cái điều này là từng người phải câu thúc, từng người phải có một sự suy nghĩ của chính mình. Chứ sự thật ra cuộc sống này nó vô thường, cuộc sống này nó qua đi một cách rất là bình thường, một cách là như thế thôi. Mà quả thật có một số người thì rất là háo danh háo lợi, mà có một người thì cũng người ta cũng tránh né, người ta cũng cũng khiêm cung và tránh đi một cái sự nhận nhiều, tức họ tri túc và họ có một sự khiêm cung, họ có một cái tâm mà để ngăn ngừa cái ngã mạn nó khởi sinh lên. Và thì cái nào nó cũng có cái hình thái hết, cũng có người này cũng có người kia, thì thôi cái chuyện là đường sinh tử của mỗi người, và có những cái sự tu hành của mỗi người thì con không dám bàn luận với chính ai, mà con lấy từ chính con thôi. Tôi cũng mong rằng là con sẽ cố gắng để cho mình giảm thiểu cái con đường danh lợi vân vân, hoặc là con sẽ cố gắng, chứ còn nếu như nói rằng con đã được tốt thì hoàn toàn rất là tệ, rất là dở, và nó chưa phải là xứng đáng. Con nói như vậy thì đây chính là vài điều mà con cũng góp thảo luận như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng được quan thượng tham mưu thay giải. Sa thú cái trình thì đó tự quyền, thì đó phát tinh thì đó có ở trước máy và thì đó nghe được không?
Nếu thầy tỏ tất nghe được xin, thưa tỏ, con nghĩ trả lời cho cô thôi lực tiếp theo. Thầy tỏ tất nghe, chúng ta thấy tham đắm danh lợi đó, nó là vấn đề đối với người tu. Nhưng mà cũng có những người, mà đặc biệt là những người bán thế xuất gia là cư sĩ đó, khi mà đi tu đó, thì vốn đã có sẵn tiền bạc điều kiện rồi, thì bị này cứ quyết một mực là từ chối sự cúng dường, tức là mình có tự túc riêng được, mình có kinh tế tự túc được, và bị này từ chối cái sự đảnh lễ của người khác, tại vì nói rằng mình nhận người ta đảnh lễ vì mình có tội. Thì cái sự từ chối sự đảnh lễ và cúng dường của Phật tử đó, nó có là vấn đề của người xuất gia không? Nó có làm tốt cho mình hay là nó là vấn đề? Xin cái ý kiến của Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào Đại Tôn Rinh. Con nghĩ rằng thì cái người tu bán tế xuất gia thì chúng ta biết rằng họ có những cái ví dụ như họ đề về ở trong cái đời sống của họ, họ có vật chất rồi họ cũng muốn có một cái cốc yên tĩnh để lo tu hành thôi, họ không có muốn cái gì hết, hoặc là có những cái sự suy nghĩ đó, có những vị suy nghĩ rằng người ta lễ lại cũng không muốn nhận cái lễ lại của người khác vì sợ mang tội hay là tổn đức tổn phước gì, có những người suy nghĩ như vậy. Thì theo con nghĩ rằng bởi vì mình là tu sĩ đó thì phải tập cái tâm khiêm nhường, tập cái tâm kham nhẫn, rồi đó là mình sống ở trong một cái đời sống xuất gia, giống như trong luật nói là một vị tỳ kheo đó là sống có những sự nương tựa, thì trong đó có cái gọi là nương tựa vật thực, thì đời sống xuất gia phải đi thực sống. Thì bây giờ có được cái sự hộ độ của những người đàn tính á, thì con nghĩ rằng là cái việc mà mình nhận cái đó để chi, để tu ăn, để mình tu dùng qua ngày để nuôi tế cái tấm thân này để mình tu. Thì chúng ta biết rằng là cái gì cũng vậy, khi mà mình nhận mà mình không tu á, mình không tu tập á, thì ăn như là cái sự thọ dụng của cái đàn na tính thí, giống như là sự mắc nợ, cũng như là sự mắc nợ thôi. Cho nên là mình nhận để mà mình tu. Còn cái chuyện mà lễ lại của những người Phật tử, con nghĩ rằng cái việc mà lễ lại của những người Phật tử thì do họ thấy hình ảnh của chư Tăng, cho nên họ quý trọng, họ kính trọng. Thì mình cũng chấp nhận cái việc mà cung kính của những người cư sĩ, chấp nhận những cái sự cung kính của những người sư kỳ. Nhưng mà mình xét rằng là mình sống làm sao để cho nó xứng đáng với những điều đó. Con nghĩ rằng có những cái suy nghĩ đó, giống như hồi xưa đó, khi còn bé đó, bà mẹ nói rằng là con ăn con đừng có bỏ thừa bỏ mứa, bỏ thừa bỏ mứa mang tội chết, ăn thì phải ăn cho hết, ăn mà còn bỏ vương vãi như vậy đó thì mang tội chết. Thì khi mà mình xuất gia rồi tu đó, lớn lên khi xuất gia tu đó, thì mình cũng biết trân quý những cái vật thực, những cái thực phẩm của những Phật tử. Nhưng mà không có nghĩa là con nghĩ rằng khi mà mình được nhận cái món vật thực của những người Phật tử thì mỗi người cúng một cái món khác nhau. Có những món thì mình ăn nó thích hợp, dùng nó thích hợp, nhưng mà có những món thì mình dùng nó cũng không thích hợp, bởi vì dùng vô thì sinh bệnh, hay hoặc là thậm chí nó bệnh liền ngay tại chỗ, thì ra là mình cũng không dám dùng những cái món đó. Rồi hoặc là ở trong kinh thì nói ra, trong luật nói rằng mình ăn mà còn những cái cặn bã ở trong cái bát của mình thì mình rửa, mình cũng tác ý rằng cho con mối, con kiến, con trùng gì đó nó ăn những
cặn bã của cái thực phẩm đó, nó còn mình tác ý như vậy nó cũng là có cái phước. Hơn nữa là cũng chia sẻ những vật thực cho những cái côn trùng, những con vật đó nó ăn, thì nó cũng là cái tốt thôi. Cho nên con nghĩ rằng là ở đây đó là mình không tham cầu, cũng không tham cầu, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn có cái cự tuyệt. Bởi vì cái tâm của mình, nhiều khi mình nghĩ rằng mình sống một cái cốc cho đầy đủ tiện nghi, rồi đầy đủ vật thực, đầy đủ y phục, rồi cũng không ai đụng chạm tới mình, không ai phiền muộn tới mình, để rồi mình dễ dàng tu. Nhưng mà cũng chưa chắc, chưa chắc vì những cái hoàn cảnh sẵn có như vậy đó, rồi là mình tu được đâu. Bởi vì trong, chúng tôi nghĩ rằng trong mỗi hoàn cảnh mà mình thức tỉnh được, dù cái hoàn cảnh đó, cái hoàn cảnh nó sống ra sao, nhưng mà mình thức tỉnh được, mình tu tập được, thì con nghĩ rằng cái việc tu tập của mình nó có thể có cái sự tiến bộ. Chứ không phải là đầy đủ những cái điều kiện vật chất, rồi cái cốc được mát mẻ, ở có một cái viên nhìn thấy nó đẹp mắt, rồi tất cả các cái thứ ở trên cuộc đời này, để rồi hoặc là có cái sự hộ độ của gia đình, rồi mình không có quan tâm tới cái việc sự nhận thực phẩm của những người cư sĩ khác đó. Thì con nghĩ rằng cái nghĩ đó nó hơi bị tiêu cực một chút. Bởi vì mình sống cái đời sống xuất gia đó là một trong những cái pháp nương tựa, là cái bốn cái pháp nương tựa, thì trong đó một vị tỳ kheo đó là nương tựa vật thực, phải đi khất thực mà sống. Thì cái thực phẩm của mình được sống, được ăn hàng ngày đó là của đàn na tính thí. Họ hộ độ cái gì đó thì mình phải dùng cái đó. Và mình không được phép từ chối, mà mình cũng không cần phải có cái tâm mà tham cầu ở trong đó. Mình không có cái tâm tham cầu trong đó. Bởi vì cái tham cầu đó cũng là một cái trở ngại cho cái đời sống tu hành. Mà mình từ chối, khước từ một cách hoàn toàn á, để rồi mình sống theo cái ý của mình. Mình nghĩ là như vậy, thì con nghĩ rằng nó cũng chưa phải là hoàn toàn là đúng đắn ở trong cái đời sống của một bậc xuất gia. Cho nên con nghĩ rằng ở đây đó là cái quan trọng, ở trong một cái hoàn cảnh nào đó thì mình có được cái tâm tu, rồi là mình cũng không tham cầu, mà mình cũng không phải là từ chối một cách hoàn toàn. Và khi mà mình dùng vật thực đó, hay là mình thọ bốn cái món vật dụng, từ y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh cho đến sàn tọa, tức là cốc liêu đó, người ta cúng dường hộ độ cho mình, thì mình nên quán tưởng như là ở trong kinh Phật dạy, cái sự quán tưởng của bốn món vật dụng khi đang thọ dụng hoặc là sau khi thọ dụng nó rất là quan trọng. Bởi vì mình quán tưởng như vậy đó, để chi? Để ngăn chặn cái tham tâm của mình, cái tham tâm của mình. Và như vậy đó, thì khi mà mình thọ dụng các cái món vật dụng thì mình càng tu hơn nữa, càng tốt hơn nữa, càng tu để cái hạt cơm này, hay là cái thực phẩm này, hay là cái vật dụng mà mình thọ dụng đi, nó có thể tiêu hóa. Mà Phật nói rằng ăn như không phải như là kẻ trộm, ăn cũng không phải như là người mắc nợ, mà hãy ăn có cái sự tiêu hóa, như là cái việc mà mình thọ dụng cái thực phẩm đó để nuôi lấy cái bản thân, tấm thân này, để mà mình tu tập. Và khi mà mình có tu tập á, thì không hẳn là cái sự mắc nợ, mà cũng không phải là cái người như là cái người ăn trộm. Thì ở đây con nghĩ rằng mình có cái nghĩ cái gì đó, thì quan trọng là giữ được cái đời sống tu tập của mình. Đừng cho rằng cái nghĩ của mình sống như vậy là hoàn toàn là tốt. Thì con nghĩ là nó cũng hơi thiên về một bên nào đó, cũng hơi cực đoan về một bên nào đó. Cho nên nó ở một mức độ vừa chừng. Phật gọi đó là cái con đường trung đạo. Cho nên là làm sao có được cái sự tiến tu được khi mà mình thọ dụng bốn cái món vật dụng đó. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa.
Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt. Sa thủ kinh truyền ra, thì tôi hợp tình với câu thương vừa rồi. Thưa quý vị, nhưng thì tôi hợp tình trả lời câu thẩm số 5. Chúng tôi nhớ cái chuyện là Lung Pho Thét là một vị thiền sư của Thái Lan. Có một lần có một vị sư đến bạch với Hòa Thượng Ngài thiền sư là mỗi lần mà con ngồi cho Phật tử đánh lễ đó, con cảm thấy nóng trong lòng, cảm thấy khó chịu ghê lắm. Tại vì cô nghĩ rằng mình không có xứng đáng để người ta lại cung kính như vậy. Thì Lung Pho Thét Ngài cười, Ngài nói rằng nếu người ta đánh lễ mà mình cảm thấy chịu không nổi thì khi ta chửi mình làm sao chịu nổi. Thực ra nó hẳn là mình đi tu á, người ta lại không có sung sướng đâu. Nhiều người nào có trải qua rồi mình biết. Nhưng mà mình nếu mình không chịu nổi cái lại người ta, thì ta chịu nổi, ta chửi mình. Thật ra điều quan trọng là cái chuyện gì thì mình nhận nó như vậy. Dạ, khi tôi chửi mình thì mình đừng giận, nhưng mà khi người ta khen mình hay là người ta đã để mình đó, thì mình cũng cố gắng giữ cái tâm đừng ngã mạn. Dạ, đừng ngã mạn. Nhưng mà thực ra ở trong cuộc đời này chúng tôi thấy cái văn hóa ở Tây Phương họ có cái này cũng hay, là người Việt Nam mình hồi xưa chắc người Việt Nam bây giờ hết rồi, người Việt Nam mình hồi xưa mà ai khen mình nếu mình cảm thấy rất là khó chịu, còn người Tây Phương ai khen mình cảm thấy mình xin thank you, cảm ơn vậy là thôi đủ. Thì chúng ta tập sống với cái tâm điềm đạm, chúng ta tập sống với cái tâm tâm quân bình, tâm quân bình. Và có thật khi Đức Phật Ngài cho một vị sa môn có tứ pháp y, tức là có phần tử cúng dường thì thực phẩm thì những cúng dường, không thì đức thực. Có phần tử cúng dường y phục thì nhận, còn không thì được quyền lượm vải rách để làm phấn thảo y, vân vân. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng người xuất gia có nhu cầu, và người xuất gia nên nhận cái sự cúng dường của đàn tính, mà nên nhận sự cung kính đàn tính. Nhưng trong sự nhận đó nên biết phải làm gì. Thật ra ở đây không phải là vấn đề nhận hay không nhận, nhận hay không nhận nó không phải là vấn đề, mà nhận như thế nào và không nhận như thế nào mới là điều đáng nói. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Dharma. Ngày mai này chúng ta có môn Bali Pháp Úc bị giảng sư Lộc và Thượng Tuệ Sư. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thật ra tri ân quý ngài đã phục trung để chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một niềm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.